Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 35. Bên trong núi rừng âm u ẩm ướt, những gốc cây cổ thụ cứng cáp giao thoa, Tiêu Phàm xuyên toa trong đó, tìm kiếm bóng dáng những người khác. Mấy canh giờ sau, Tiêu Phàm cũng không gặp được bất luận sinh linh gì, lại càng không cần phải nói đến tu sĩ. Mảnh cổ địa này quá rộng lớn, xung quanh chí ít cũng có mấy trăm nghìn dặm. Tu sĩ tam đại tổ chức sát thủ có thể tiến vào vòng thứ ba tổng cộng cũng hơn 1.000 người, muốn tìm một người xác thực không dễ. Trừ phi gặp gỡ động tĩnh lớn, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới, bằng không muốn gặp một người thật đúng là không dễ dàng gì. Tiêu Phàm thở dài. Mảnh rừng u ám yên tĩnh khiến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ âm trầm, hồn lực Tiêu Phàm luôn chú ý đến bốn phía, không dám có mảy may buông lỏng, chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác mảnh cổ địa này thập phần nguy hiểm, mấy canh giờ đến nay, nỗi lòng hắn cực kỳ không yên, như có người âm thầm nhìn chằm chằm bản thân hắn. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm không biết Đọa Lạc Cốc hiện tại rốt cuộc là ban ngày hay đêm tối, thiên không lờ mờ dường như vĩnh hằng bất biến. Đừng nói ở chỗ này tranh đấu, cho dù người bình thường ở chỗ này đợi một tháng cũng sẽ trở thành tên điên. Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm khái, khó trách địa phương này được xưng là Đọa Lạc Cốc. Quả thật có mấy phần chuẩn xác. Không đúng, tại sao ta cảm giác hồn lực trong cơ thể trôi qua? Tiêu Phàm đột nhiên giật mình, cảnh giới nhìn bốn phía, sau đó thi triển nhất tâm nhị dụng cảm thụ được trạng thái bản thân. Xác thực như hắn sở liệu, hồn lực trong cơ thể đang lặng yên trôi qua, vô luận hắn dùng phương pháp gì đều ngăn cản không nổi. Đọa Lạc Cốc, mẹ kiếp, đây chính là cái gọi là Đọa Lạc Cốc. Ngay cả tu vi đều sẽ bị sa đọa. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, sau đó dẫn ra U Linh chiến hồn bảo vệ quanh thân, hoàn toàn ngăn cách cùng không khí. Khiến hắn vui mừng là tốc độ hồn lực trôi qua lập tức chậm rất nhiều, dựa theo dạng tốc độ này, cho dù đi qua một tháng cũng không đến mức ngã vào chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Siêu siêu, đột nhiên, từng tiếng âm thanh lá cây ma sát từ phía sau truyền đến, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau, lông mày hơi nhíu. Nhưng mà trừ một vùng tăm tối, cái gì cũng đều không có. Hô, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị quay người, đột nhiên một đạo bóng roi hắc sắc từ bên trong bóng tối gào thét đánh ra, một đôi mắt u ám bên trong bóng tối tản ra u quang, lè lưỡi, xông thẳng đến mi tâm Tiêu Phàm. Con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như gió phiêu nhiên lui lại, cũng may linh giác hắn thập phần linh mẫn, phản ứng rất kịp thời. Xì xì, phía trên một gốc cổ thụ phát ra từng đợt thanh âm ăn mòn, phóng tầm mắt nhìn tới lại nhìn thấy cây cổ thụ vậy mà nhanh chóng khô héo, rễ cây cơ hồ trong nháy mắt hư thối. Quay đầu nhìn về phía trước lại thấy một đầu tiểu xà toàn thân thanh sắc, lưỡi phun ra nuốt vào theo dõi hắn, một đôi con mắt màu xanh nhìn Tiêu Phàm khiến toàn thân hắn run lên. Toàn thân nó đều là màu xanh, lân phiến nhỏ bé bao trùm, đỉnh đầu còn mọc ra một cái sừng màu xanh nhỏ. Nếu như có chảo nữa thì thứ này chắc chắn chính là một phiên bản thu nhỏ của giao long. Trời đậu, bát giai thiên thanh long xà. Trong đầu Tiêu Phàm trực tiếp lóe qua một cái tên, mở miệng nổi giận mắng. Tiêu Phàm nào dám ở lại, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, khó trách hắn trước đó phát hiện có con mắt theo dõi hắn, xem ra chính là thiên thanh long xà này. Mặc dù thiên thanh long xà không trưởng thành, nhưng Tiêu Phàm vẫn không dám cùng nó chiến đấu. Độc thiên thanh long xà cực kỳ đáng sợ, dù là hồn thú cùng giai dính phải hẳn nhất định phải chết. Chỉ bằng vào tốc độ thiên thanh long xà vừa nãy để phán đoán, hẳn là thất giai đỉnh phong hoặc là bát giai sơ kỳ, cụ thể là tu vi gì, Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng Tiêu Phàm không dám đánh cược, lựa chọn tốt nhất là lập tức rời nơi này. Bất quá, thiên thanh long xà lại không có buông tha hắn, nhanh chóng truy sát theo. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn cùng mình dây dưa? Tiêu Phàm lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý, bây giờ đột phá chiến hoàng đỉnh phong, tốc độ dù so với tu sĩ chiến đế sơ kỳ cũng chỉ nhanh hơn chứ không chậm, sau mười mấy tức, Tiêu Phàm liền đem thiên thanh long xà triệt để vứt bỏ. Hô, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, Đọa Lạc Cốc khiến hắn càng ngày càng bất an, khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Ân, đột nhiên mở chừng hai mắt, một vòng u quang từ khóe mắt hắn lóe qua. Tiêu Phàm cảm giác cổ mát lạnh, không chút do dự hướng về phía trước cắm xuống. Dư quang Tiêu Phàm chỉ thấy một đạo bóng đen, bất quá, bóng đen nhân hình nọ cũng không có tiếp tục xuất thủ,
mà hướng về phía rừng u ám chạy đi. Muốn chạy, con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, như cung tiễn rời dây, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của đạo hắc ảnh kia. Nhìn chằm chằm bóng đen kia, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia cổ quái, người này là một người quen, Diêm La Phủ Vô Tâm gặp gỡ vòng thứ hai trước đó. Bản thân thông qua cánh cửa truyền tống lập tức truyền tống đến Đọa Lạc Cốc này, vậy mà cũng có thể gặp gỡ hắn. Thật đúng là hữu duyên mà. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn Vô Tâm nói. Tiêu Phàm, Vô Tâm biến sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới người vừa nãy hắn đâm lại là Tiêu Phàm, so với hơn nửa tháng trước, khí thế trên người Tiêu Phàm càng thêm cường đại. Mặc dù hắn cũng đã đột phá chiến hoàng hậu kỳ, nhưng cùng Tiêu Phàm vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vô Tâm quay đầu chạy, căn bản không có chút gì do dự lưu lại, nếu ở lại thì chết là cái chắc. Nơi này chính là rừng già rậm rạp, cho dù thực lực Tiêu Phàm cường đại, tốc độ bất phàm, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp mình. A, à, Tiêu Phàm cười khẽ một tiếng, một kiếm trong bàn tay hướng về phía trước chém tới, kiếm khí đáng sợ quét ngang tất cả, mấy khỏa cổ thụ sụp đổ. Vô Tâm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thi triển toàn lực cắm đầu xuống đất. Thần sắc khó coi tới cực điểm, vừa nãy nếu như không phản ứng nhanh thì hắn đã bị Tiêu Phàm một kiếm chém chết. Tiêu Phàm dẫn theo Tu La kiếm, chậm rãi hướng về Vô Tâm đi đến, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn Vô Tâm cười lạnh nói, chạy đi, ngươi chạy cho ta xem. Lần trước để ngươi chạy, lần này lại còn dám ám sát ta, thật đúng là gan chó lớn rồi. Tiêu Phàm, ta nguyện ý đem lệnh bài tích lũy đưa cho ngươi. Vô Tâm rất muốn giải thích. Ta thực không biết là ngươi, bằng không ta nào dám xuất thủ. Thế nhưng hắn biết, tùy tiện cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm đều sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đem lệnh bài tích lũy đưa cho Tiêu Phàm. Ha, Tiêu Phàm có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, khó hiểu nói, hiện tại ta giết ngươi, ngươi còn có năng lực đánh cược một lần, có lẽ chạy trốn cũng có khả năng, đem lệnh bài tích lũy cho ta, ngươi chắc chắn hẳn phải chết đấy. Ta nguyện ý dùng 5 lệnh bài tích lũy đổi lấy lệnh bài tích lũy của ta. Vô Tâm cắn răng nói, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ý ngươi là, người đi chiếm lấy những lệnh bài tích lũy của người khác, sau đó đem lệnh bài tích lũy bọn hắn cho ta, chuộc lệnh bài tích lũy của ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Vô Tâm, phương pháp này hắn thật không nghĩ tới, hắn tưởng là Vô Tâm đang ngồi chờ chết. Đúng, mỗi giới sát phương thí luyện đều có dạng này. Vô Tâm sợ Tiêu Phàm không đáp ứng, vội vàng giải thích nói. Đù, xem ra ta vẫn còn quá trẻ, nghĩ thí luyện quá đơn giản, không ngờ tới còn có thể chơi thế này. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng nói, lập tức trên mặt lại hiện lên một nụ cười. Nhìn thấy Vô Tâm một mặt chờ mong nhìn mình, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, đành đáp ứng thỉnh cầu Vô Tâm. Dù sao lệnh bài tích lũy của Vô Tâm trong tay hắn, nếu để cho hắn khó chịu. Trực tiếp đem lệnh bài tích lũy bóp nát, Vô Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nào đi nữa, Vô Tâm cũng không dám tiếp tục đối phó với mình. Hơn nữa, nếu như Vô Tâm có thể tích đủ 5 điểm tích lũy đem đổi lấy lệnh bài tích lũy của hắn, đây cũng là sự tình thập phần có lời, dù sao mình cũng không thua thiệt, dạng sự tình này cớ sao mà không làm đây. Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch quy tắc mới phát hiện này, nguyên lai còn có thể chiếm lấy lệnh bài tích lũy người khác. Khiến bọn hắn thay bản thân làm tay chân, điều này so với giết những người này còn hữu dụng hơn rất nhiều. Dù sao, người chết cũng chết, nhiều nhất cũng chỉ được một điểm tích lũy mà thôi, nhưng một người sống lại có khả năng có được mấy điểm tích lũy. Người đi đi, tốt nhất đừng chết, lấy được 5 khối lệnh bài tích lũy lại tới tìm ta. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền biến mất ở giữa tùng lâm. Đậu má nó, ta làm sao xui xẻo như vậy? Vừa ra tay liền gặp được tên sát tinh này. Nhìn Tiêu Phàm rời đi, Vô Tâm không khỏi nổi giận mắng, gương mặt dưới mặt nạ kia khó coi tới cực điểm. Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, giờ phút này tâm tình hắn thật tốt. Nếu có thể chơi thế này, vậy ta có phải nên tìm thêm một số người hay không đây, việc này so với một mình ta giết người nhanh hơn nhiều. Trong lòng Tiêu Phàm đã có chủ ý. Vô Tâm dù sao cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, nếu như một điểm tích lũy có thể đổi lấy 5 điểm tích lũy, điều này so với việc bản thân đi giết người thu hoạch điểm tích lũy nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tiêu Phàm biết rõ, khẳng định không chỉ hắn biết rõ phương pháp này,
những người khác cũng sẽ làm như vậy. Muốn bắt thì phải bắt người cường đại, dạng này mới có thể thu được nhiều điểm tích lũy. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, bất quá không gian nơi này lớn như vậy, muốn tìm người cũng không phải dễ dàng. Nếu là người khác có lẽ cũng chỉ có thể tự mình vùi đầu tìm, ngẫu nhiên vận khí có lẽ có thể đụng phải một ai đó. Nhưng Tiêu Phàm không phải người bình thường, mà là một hồn điêu sư. Tiêu Phàm bây giờ mặc dù điêu khắc không ra hồn điêu như U Linh Nhất Hào, nhưng điêu khắc một chút đồ chơi nhỏ ngũ giai lục giai vẫn có thể được. Hơn nữa, hắn căn bản không để hồn điêu ngũ giai lục giai chiến đấu, chỉ cần để chúng nó tìm người mà thôi, mặt khác thuận tiện điều tra tình huống đọa lạc cốc. Lấy ra một chút khúc gỗ nhỏ, Tiêu Phàm tốn mấy canh giờ điêu khắc mười mấy vật nhỏ, có chim bay, tẩu thú. Tiêu Phàm kích hoạt hồn văn trên người bọn chúng, dưới một đạo mệnh lệnh, 10 đầu hồn điêu thú lập tức hướng về 4 phương 8 hướng kích xạ đến. Được rồi, trước chờ một chút, điều tra 50 dặm xung quanh không cần bao lâu. Ta trước nghỉ ngơi một hồi rồi sẽ chậm chậm dò xét. Tiêu Phàm vỗ vỗ bàn tay, đứng dậy, lắc mình một cái liền xuất hiện ở trên một cây đại thụ, lẳng lặng chờ đợi tình báo của hồn điêu thú. Trong cổ lâm yên tĩnh, Tiêu Phàm nằm trên cành cây vẫn không dám mảy may lười biếng, hồn lực bao phủ xung quanh mấy trăm trượng. Thời gian trôi qua, thần sắc Tiêu Phàm cũng ngưng trọng lên, thả hồn điêu thú ra ngoài vậy mà không có một con trở về, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi có loại dự cảm bất thường. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, hướng về nơi xa đi đến, trong rừng vẫn thập phần đen kịt, Tiêu Phàm không dám phô trương quá mức, chỉ dám rong ruổi trên cành cây. Không bao lâu, Tiêu Phàm tiến vào một khu vực ẩm ướt trong rừng, trong không khí lơ lửng từng giọt nước, quả thực là thập phần quỷ dị. Giọt nước dù sao cũng có trọng lực, giờ phút này lại có thể lơ lửng, thậm chí có giọt nước lớn như đầu người vậy, chiết xạ ra quang mang yêu dị. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tiêu Phàm duỗi tay, đem một giọt thủy châu giữ trong tay. Đây là thiên địa linh khí hóa lỏng, Tiêu Phàm kinh dị vô cùng, lâu như vậy đến nay. Hắn còn chưa từng thấy linh khí thiên địa hóa lỏng. Chỉ có linh khí thiên địa dị thường dày đặc, nồng đậm tới cực điểm mới có thể ngưng kết thành linh khí chi thủy, hơn nữa còn cần điều kiện đặc biệt. Tựa như hơi nước ngưng kết thành giọt nước cũng cần nhiệt độ đạt tới điểm tới hạn. Đọa lạc cốc thật đúng là vô cùng quỷ dị bình. Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm thán nói. Đôm đốp, đột nhiên một đạo thiểm điện bên trong giọt nước trong tay hắn gào thét ra, quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Đập trên tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tựa như chạm điện, vội vàng rút bàn tay về, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, bên trong giọt nước lại còn ẩn chứa lôi điện chi lực. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, Tiêu Phàm chuẩn bị rời khỏi nơi đây, trong lòng hắn luôn cảm giác có chút không nỡ. Đôm đốp, cũng đúng lúc này, đông đảo giọt nước xung quanh Tiêu Phàm nổ tung, bên trong giọt nước kích xạ ra từng đạo lôi điện mãnh liệt hướng về hắn. Tiêu Phàm biến sắc. Trong nháy mắt, một đạo quang mang lóa mắt từ ngón tay hắn xuất hiện, ngay sau đó vô số kiếm khí dập dần tỏa ra, tất cả lôi điện trong nháy mắt lập tức bị phá hủy. Nhưng mà giọt nước bạo phá rốt cuộc cùng với những giọt nước khác xung hợp tại cùng một chỗ, năng lượng ba động ẩn chứa cũng trở nên cường đại hơn. Ai, Tiêu Phàm lạnh lùng quát, lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía. Hắn không tin những giọt nước này có ý thức tự chủ, nhất định là có người âm thầm khống chế, muốn giết chết mình. Đáng tiếc bốn phía cũng không có người đáp lại hắn, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, chậm rãi nhắm hai mắt, triệu hồi ra U Linh chiến hồn, hồn lực cường đại hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đến. Sau một lát, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trở tay bắn ra một đạo kiếm chỉ tốc độ cực nhanh, xuyên thấu một đám giọt nước, cuối cùng chui vào bên trong một cây đại thụ. Ầm một tiếng, cổ thụ bị xuyên thủng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ngay sau đó một đạo thân ảnh lấp lóe ra, đó là một nữ tử mặc trang phục màu đen, mái tóc dài màu đen choàng sau vai. Nữ tử tuổi tác không lớn, cũng chừng 20 tuổi, mày như lông chim, da rẻ như em bé, mắt như sao trời, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi son không điểm mà đỏ. Là ngươi, thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, hắn mặc dù không biết nữ tử này tên gì, nhưng liếc mắt liền nhận ra, có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Trước khi tiến vào đọa lạc cốc, Huyết Yêu Nhiều đã nhắc nhở qua hắn, muốn hắn cẩn thận với mấy người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn kia. Nữ tử này nghiễm nhiên chính là một trong bốn người Diêm La Phủ, chính là một trong thập đại sát thủ,
bởi vì là nữ tử duy nhất bên trong tứ đại sát thủ của Diêm La Phủ nên Tiêu Phàm vẫn khá nhớ kỹ. À, người biết ta, nữ tử cười nhạt một tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn, miệng phun hương lan nói, đã như vậy càng dễ nói, đem lệnh bài tích lũy giao ra đi, cũng miễn cho ta động thủ. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nữ tử này có thể làm cho huyết yêu nhiều nhắc nhở, khẳng định có nơi bất phàm, bất quá Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ e ngại gì. Trong thế hệ trẻ, chỉ cần không phải bị đánh lén, Tiêu Phàm hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Nghe thấy nữ tử nói, Tiêu Phàm cũng cười, nói ra, người nói rất đúng, đem lệnh bài tích lũy giao ra đi, miễn cho ta động thủ. Trong lòng Tiêu Phàm đã vui như nở hoa, bản thân còn muốn đi tìm người, không nghĩ tới liền nhanh như vậy gặp được một người. Có thể làm cho huyết yêu nhiều kiêng kỵ, thực lực nữ tử này khẳng định không yếu, nếu để cho nàng thay mình kiếm lấy điểm tích lũy, há không phải càng nhanh. Nghĩ vậy, trên mặt Tiêu Phàm cũng không nhịn được xuất hiện nụ cười, nhếch miệng. Vậy sao, ngươi có biết ta là ai không? Nữ tử không những không giận mà còn cười, thật giống như bị Tiêu Phàm chọc cười, nàng đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Ngươi là ai có quan trọng không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đạp chân xuống, lấy kiếm chỉ mở đường, nhẹ như yến từ từ bay ra. Không phải Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại, nếu như đã phát hiện đối thủ, chính diện giao thủ thì hắn không có bất kỳ lo lắng gì. Tốc độ xuất thủ của hắn rất nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nếu là đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm bị dọa đến bỏ chạy. Bất quá cô gái đối diện lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám xuất thủ với nàng, lập tức khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên vô số thiên địa linh khí hình thành giọt nước xung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo màn sáng trong suốt. Bên trong màn sáng ẩn chứa một cỗ hồn lực ba động cường đại, ẩn ẩn có xu thế cuồng bạo. Tiêu Phàm vội vàng ngừng thân hình, chân đạp lưu quang trích tinh bộ, hướng một bên né tránh, màn sáng trong suốt cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồng hộc, quả nhiên như hắn sở liệu, màn sáng kia đột nhiên bắn ra từng đạo lôi điện chi lực xuyên qua hư không, mấy cây đại thụ bị đánh vỡ nát. Trong lòng Tiêu Phàm run lên, đây là năng lực gì, vậy mà có thể điều khiển lôi điện chi lực, không giống như thủ đoạn tu sĩ chiến hoàng cảnh, ngược lại còn ẩn chứa lực lượng ý chí của cường giả chiến đế cảnh. Lĩnh ngộ lôi điện ý chí, con người Tiêu Phàm hơi co rụt lại, ý cảnh này với hắn mà nói cũng không có quá lực uy hiếp, nhưng ý chí lại hoàn toàn khác biệt. Ý chí uy áp có thể nghiền ép tu sĩ chiến hoàng, cơ bản không cần phản kháng. Ý chí cùng ý cảnh khác biệt lớn nhất. Chính là ý cảnh là vô hình, mà ý chí lại là hữu hình. Tựa như lôi điện ý chí, một khi bị công kích, dù là Tiêu Phàm cũng phải thụ thương. Vậy mà tránh thoát được, xem ra ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Cô gái áo đen kia lại nhô ra, tựa như u linh hiện ra sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi quay người, nhìn chăm chú giọt nước bốn phía, cũng không có lập tức xuất thủ, những giọt nước này làm hắn muốn tới gần nữ tử đều hết sức gian nan. Những giọt nước này có thể công có thể thủ, một khi Tiêu Phàm có động tác, nữ tử áo đen liền có thể tùy tiện khống chế giọt nước tiến hành phòng ngự. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao lệnh bài tích lũy, lưu ngươi một mạng, bằng không. Nữ tử áo đen nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý đến nàng, lập tức cũng giống như mất đi hứng thú. Bằng không cái gì, ngươi muốn giết ta, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên. Vừa dứt lời, một đạo bạch sắc ngân quang tại hư không lóe qua. Chẳng biết lúc nào, trong tay Tiêu Phàm đã xuất hiện một chuôi trường kiếm rung động nhẹ nhẹ một cái. Đột nhiên, một đạo ba động huyền diệu hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, tốc độ rất nhanh, làm nữ tử áo đen phản ứng không kịp. Như ngươi mong muốn, nữ tử áo đen khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên, vô số giọt nước hư không đột nhiên hướng về Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, tu la kiếm vào vỏ. Nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Kiếm chi luật động, thanh âm không lớn, nhưng nữ tử áo đen lại nghe được thập phần rõ ràng, nàng coi là Tiêu Phàm chuẩn bị thi triển đại chiêu gì, không nghĩ tới vậy mà thu hồi bảo kiếm. Điều này khiến nàng càng thêm phẫn nộ, bản thân đường đường là một trong thập đại sát thủ lại bị một tiểu tử không biết tên không thèm nhìn. Nhưng mà, phốc phốc phốc, sự tình quỷ dị phát sinh,
chỉ thấy giọt nước đầy trời trong hư không đột nhiên nổ tung, lôi điện chi lực lấp lóe quang mang cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không xuất hiện một đạo hư ảnh kiếm khí như có như không. Ngươi là ai? Nữ tử áo đen trong mắt rốt cục lóe qua một tia kinh ngạc, một kiếm phá vỡ tất cả giọt nước, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Dù là cùng nàng giao thủ qua am đại thiên tài sát thủ khác của Diêm La Phủ cũng không thể dễ như trở bàn tay làm đến bước này a. Huyết lâu, U Linh. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, cô gái áo đen này thực lực không cho phép khinh thường, có tư cách biết rõ tên mình. U Linh, chưa nghe nói qua. Nữ tử áo đen lắc đầu, nhìn Tiêu Phàm nói, bất quá, người có tư cách biết rõ tên của ta, Diêm La Phủ Lưu Ly. Lời còn chưa dứt. Nữ tử áo đen Lưu Ly lần nữa biến mất tại chỗ, dù là Tiêu Phàm đều bắt không kịp bóng dáng nàng, bốn phía chỉ có vô số giọt nước lơ lửng, bên trong giọt nước chiếu rọi lấy bóng dáng Tiêu Phàm, lít nha lít nhít làm cho người ta có loại cảm giác hôn mê. Đối với danh tự ngươi, ta không có bất kỳ hứng thú. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, những tên này là thập đại sát thủ, từng tên đều mũi vểnh lên trời, coi bản thân là vô địch thiên hạ. Trước đó Độc Cô Trường giật như thế, hiện tại Lưu Ly cũng như thế, khiến Tiêu Phàm thập phần khó chịu. Trong bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một mảnh vải đen, miếng vải đen che kín hai mắt, vô số hình chiếu đối với Tiêu Phàm rốt cuộc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thực lực Lưu Ly thập phần quỷ dị, loại năng lực này dường như thiên sinh vì sát thủ mà chuẩn bị, Tiêu Phàm mặc dù trên miệng khinh thường đối phương nhưng trong lòng vẫn không dám có mảy may lãnh đạm. Vòng thứ ba sát phương thí luyện. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Lưu Ly chi cảnh, mở. Cũng đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ âm thầm vang lên, giọt nước đầy trời đột nhiên tản ra quang mang dị dạng, quang mang càng ngày càng hừng hực, giọt nước cũng không ngừng phóng đại. Ba ba từng đợt giòn vang truyền ra, giọt nước đầy trời đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng đạo màn sáng dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành một quang cầu to lớn, đem Tiêu Phàm bao phủ bên trong, quả thực là thập phần quỷ dị. Hô, gần như đồng thời, Tiêu Phàm động, Tu La kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự thi triển sát phạt chi kiếm, lần theo thanh âm bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, một đóa hoa máu tại hư không nở rộ, thân ảnh Lưu Ly từ trong hư không rơi xuống, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, trong lòng kinh nghi nói, làm sao hắn biết, hắn làm sao có thể bắt được thân ảnh của ta. Khó trách Lưu Ly kinh ngạc như thế, huyễn cảnh kia nàng đã sử dụng qua vô số lần. Chỉ cần là tu sĩ chiến hoàng cảnh tuyệt đối sẽ không đào thoát được, nhưng mà bây giờ đối với Tiêu Phàm lại không có bất kỳ tác dụng gì, điều này khiến nàng như thế nào không khiếp sợ. Ầm ầm ầm, đột nhiên cái cây bên cạnh Lưu Ly từ chính giữa vỡ ra, vết cắt thập phần chỉnh tề, hiển nhiên bị một kiếm cắt ra. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến tiếng vang, mười mấy cây đại thụ toàn bộ vỡ ra, Lưu Ly trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Kiếm này thật đáng sợ. Đây là ý nghĩ trong lòng Lưu Ly, nàng gặp qua không ít người am hiểu sử dụng kiếm, nhưng giờ phút này nàng mới phát hiện những người kia cùng Tiêu Phàm so sánh đều không là gì cả. U Linh, huyết lâu khi nào có dạng cao thủ này? Trong lòng Lưu Ly tự nói, khó mà bình tĩnh, nhìn máu tươi thẩm thấu trên cánh tay, sắc mặt âm trầm nói, không được, nhất định phải lập tức giết chết hắn, bằng không người chết chính là ta. Lưu Ly thiên mạc. Lưu Ly hét lớn một tiếng. Lần nữa động thủ công sát Tiêu Phàm, nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua, trên cổ bỗng nhiên mát lạnh. Thân thể mềm mại của Lưu Ly bỗng nhiên run rẩy một cái, trong nháy mắt đình chỉ động tác trên tay, trên cổ nàng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm lạnh buốt, ánh kiếm phừng phực, tùy thời đều có thể cắt chiếc cổ non mịn của nàng. Cho ta lệnh bài tích lũy đi. Một thanh âm thăm thẳm vang lên, ngữ khí thập phần bình tĩnh, tựa như là một việc không có ý nghĩa. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Lưu Ly vô cùng kinh hãi, nhưng lại không dám quay đầu, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề. Là ngươi quá chậm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tháo miếng vải đen che kín hai mắt xuống, một tay ngả vào trước người Lưu Ly. Sắc mặt Lưu Ly thập phần không cam lòng, một khi mất đi lệnh bài tích lũy, cũng liền mang ý nghĩa nàng bị đào thải, thậm chí chờ đợi nàng khả năng chỉ có tử vong. Ta không ngại hiện tại giết ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, căn bản không có bất kỳ ý tứ gì thương hương tiếc ngọc nào. Nếu như không phải Lưu Ly danh xưng thập đại sát thủ, thực lực không tệ,
giết nàng có chút đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp rung động một cái, cuối cùng vẫn đưa lệnh bài tích lũy vào tay Tiêu Phàm, thật lâu không nỡ buông tay, con người băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, 40 điểm tích lũy đổi lấy thân phận bài của ta. Ngại quá, Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì hơi hơi ngạc nhiên, Lưu Ly thật đúng là vô cùng tự tin, một tháng giết 40 người, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Cũng không phải thực lực nàng không được, nếu như không phải Tiêu Phàm lĩnh ngộ được sát phạt ý chí, vừa nãy hắn thật đúng là có khả năng lâm vào bên trong huyễn cảnh. Lưu Ly huyễn cảnh chỉ có che kín hai mắt mới có thể không nhìn thấy. Đổi lại những người khác, thật đúng là không thể trong nháy mắt tỉnh táo lại, một khi không thể thanh tỉnh, đối mặt chỉ có tử vong. Là một trong thập đại sát thủ, thực lực nàng có lẽ không ra sao, nhưng thủ đoạn giết người tuyệt đối rất đáng sợ. Ngươi, Lưu Ly vô cùng phẫn nộ, rất muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng nhưng kiếm trong tay Tiêu Phàm cơ hồ gần sát cổ nàng, muốn phản kháng mà không thể. Ha, đột nhiên Tiêu Phàm biến sắc, một tay đập vào sau vai Lưu Ly, cùng lúc đó, Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, thân thể cấp tốc hướng phía sau thối lui. Tên khốn kiếp, Lưu Ly phẫn nộ gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đâm vào phía trên một cây đại thụ, chẳng qua là khi nàng quay đầu lại, phẫn nộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là kinh ngạc. Nơi xa, thân hình Tiêu Phàm rút lui, một đạo thanh sắc u ảnh lao thẳng tới hắn, hắn liên tiếp phun ra vài kiếm, nhưng bóng màu xanh lóe cực nhanh, không có một kiếm rơi vào trên người nó. Bát giai thiên thanh long xà, trong lòng Lưu Ly kinh hãi vô cùng, chẳng biết tại sao nội tâm băng lãnh của nàng giờ phút này lại có một chút xúc động. Vừa nãy, nếu như không phải Tiêu Phàm một chưởng đánh bay nàng, há không phải nàng đã chết trên tay thiên thanh long xà. Cẩn thận, Lưu Ly muốn nhắc nhở Tiêu Phàm, nhưng mà chỉ gọi ra một chữ, cái chữ phía sau kia lại thấp rất nhiều, nàng giật mình minh bạch, người này là địch nhân của mình mà. Trên mặt Lưu Ly đều là vẻ phức tạp, mà hết thảy những thứ này, Tiêu Phàm lại không biết, tâm thần hắn toàn bộ đắm chìm trong việc đối kháng với thiên thanh long xà. Ngay khi nhận lấy lệnh bài tích lũy trong tay Lưu Ly, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một con mắt tiếp cận, loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, chính là do thiên thanh long xà trước đó. Hơn nữa, cỗ khí tức băng lãnh kia cấp tốc tới gần hắn, Tiêu Phàm không dám do dự, một chưởng đánh bay Lưu Ly, đồng thời thân ảnh hắn cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Thiên thanh long xà tốc độ rất nhanh, bất quá Tiêu Phàm sớm đã phát hiện, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cũng không yếu bao nhiêu. Tiêu Phàm ngược lại cũng không e ngại thực lực nó. Chỉ là kiêng kỵ nọc độc mà thôi, chiến đế cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được độc của nó. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thiên thanh long xà này vậy mà đi theo mình, nghe đồn thiên thanh long xà thủ rất dai, quả nhiên là thực. Phốc, thiên thanh long xà lăng không phi độ, há mồm phun ra một ngụm chất lỏng như lợi kiếm bay vụt đến, Tiêu Phàm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nọc độc này có tính ăn mòn cực mạnh, một khi bị bắn trúng, cho dù là thân hắn cũng nhanh chóng thối nát. Huyết sát, thời khắc vội vàng, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, Tu La kiếm trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, máu tươi phía trên còn chảy theo, cực kỳ quỷ dị. Hồn lực hắn rót vào bên trong Tu La kiếm, một đạo huyết sắc quang mang bắn ra. Huyết sắc quang mang trong cổ lâm âm u lộ ra thập phần quỷ dị, trong không khí tràn ngập một loại khắc nghiệt chi khí. Sau một khắc, sự tình quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy nọc độc thiên thanh long xà đột nhiên bị huyết sắc quang mang bao phủ, hơn nữa vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm khí màu đỏ liền từ trên người thiên thanh long xà xuyên qua. Phốc một tiếng, thiên thanh long xà trong nháy mắt một phân thành hai, thi thể rơi trên mặt đất, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Chết rồi, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thi thể thiên thanh long xà trên mặt đất, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Uy lực huyết sát hắn rất rõ ràng, chỉ là tương đương với thất giai chiến kỹ mà thôi, vừa rồi hắn cũng là đột nhiên tâm huyết dâng trào, tựa như Tu La kiếm nhắc nhở hắn thi triển một chiêu này, hắn liền không chút do dự thi triển. Thật không nghĩ đến, uy lực huyết sát vượt qua hắn dự liệu, hoàn toàn không yếu hơn bao nhiêu so với sát phạt chi kiếm, hơn nữa Tiêu Phàm ẩn ẩn phát hiện đây còn không phải uy lực chân chính của huyết sát. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc, từng tia máu tươi thiên thanh long xà tràn ngập trong hư không đột nhiên hội tụ về Tu La kiếm, lúc rơi vào Tu La kiếm cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.
máu tươi, khó trách, bởi vì nguyên nhân tu la kiếm trước đó thôn phệ máu của La Phong nên khiến huyết sát uy lực tăng cường. Ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cục minh bạch vì sao tu la tam kiếm mạnh như vậy, một là tu la kiếm trước đó chưa giải phong, hai là bởi vì tu la kiếm trước đó không có năng lực thôn phệ máu tươi. Huyết sát không chỉ là có thể dung hợp máu tươi bốn phía tiến hành giết địch, hơn nữa còn có thể đem máu tươi chứa vào bên trong tu la kiếm, đến lúc thi triển một kiếm này thì uy lực sẽ tăng gấp bội. Đây mới là uy lực chân chính tu la nhất kiếm, huyết sát. Trong lòng Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói, không biết tu la kiếm phối hợp tu la nhị kiếm đổ lục, uy lực sẽ như thế nào. Lập tức thu liếm tâm thần, nhặt hồn tinh của thiên thanh long xà cùng thi thể trên mặt đất, nhất là nọc độc thiên thanh long xà, Tiêu Phàm càng cẩn thận từng ly từng tí thu tập. Nơi xa, Lưu Ly trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà một kiếm chém giết một đầu bát giai thiên thanh long xà sơ kỳ, điều này dù sao cũng đã tương đương với cường giả chiến đế cảnh sơ kỳ rồi. Cho dù là nàng cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng làm như thế. Muốn chém giết thanh xà nàng nhất định phải hao phí rất nhiều thủ đoạn. Mạnh, cực kỳ mạnh, đây là định nghĩa Lưu Ly đối với Tiêu Phàm, loại khó chịu trong lòng nàng cũng đột nhiên biến mất không ít, bởi vì Tiêu Phàm quả thật có năng lực giết nàng. 50 điểm tích lũy đổi lệnh bài tích lũy của ta. Lưu Ly thấy Tiêu Phàm không để ý đến nàng, cuối cùng mở miệng lần nữa, chỉ là ngữ khí rất lạnh, giống như một đóa thiên lý hoa mai băng hàn. Dù là lệnh bài tích lũy đã rơi vào trong tay Tiêu Phàm, nhưng nàng vẫn cao ngạo bất khuất. Ngươi nghĩ ta muốn lệnh bài tích lũy của ngươi sao? Khóe miệng Tiêu Phàm hơi dương lên, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Lưu Ly. Nhìn Tiêu Phàm đánh giá mình, hai tay Lưu Ly vội vàng bảo hộ ở trước ngực, đề phòng nhìn Tiêu Phàm, phẫn nộ quát, có gan giết ta, bằng không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Phàm mặt sạm lại, mẹ nó, mình có xấu xa như vậy à? Người nghĩ đến cái gì thế? Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, ta chỉ là hứng thú đối với thực lực ngươi mà thôi, nếu không, ngươi và ta đạt thành một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Khuôn mặt Lưu Ly đỏ lên, nàng lúc này mới phát hiện là bản thân thật xấu xa, nếu để cho người khác nhìn thấy tiểu nữ nhân Lưu Ly, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, đây thật đúng là băng xương sát thủ thiên tài sao? Hai ngày sau, bên trong một mảnh sơn cốc tương đối u ám, Lưu Ly nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, từ trên người bọn hắn cầm lấy lệnh bài tích lũy, không cam lòng ném cho Tiêu Phàm. Không sai, đây là thứ 10. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận lệnh bài tích lũy, tùy ý bóp nát, quang đoàn trong nháy mắt bị lệnh bài tích lũy của hắn hấp thu, sau đó lại duỗi tay. Hừ, Lưu Ly bất đắc dĩ, lại vừa vặn đem hai hồn giới ném cho Tiêu Phàm. Tiếp tục, tốc độ dạng hợp tác này của chúng ta cũng nhanh hơn rất nhiều, nếu như ta cao hứng, liền lập tức đem lệnh bài tích lũy của ngươi trả lại cho ngươi. Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được. Hai ngày qua, Lưu Ly cũng mang một cái mặt nạ, Tiêu Phàm để cho nàng thu liếm khí thức làm mồi nhử, mà Tiêu Phàm lại đi theo Lưu Ly cách đó không xa, chờ đợi con mồi xuất hiện. Đúng như hắn sở liệu, có người nhìn thấy Lưu Ly yếu đuối, luôn cho là dễ ức hiếp. Nào nào biết rõ Lưu Ly là một trong thập đại sát thủ. Chỉ là xưng hô thế này cũng đủ để chứng minh nàng bất phàm, tham gia sát phương thí luyện có năm 1300 đến năm 1400 người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sát phương cuối cùng nhất định là từ trong 10 người này sinh ra. Nếu để cho người trước đó bị Tiêu Phàm cùng Lưu Ly giết chết biết được, Tiêu Phàm lại dùng Lưu Ly một trong thập đại sát thủ làm mồi nhử. Đoán chừng dưới suối vàng biết được sẽ đem 18 đời tổ tông Tiêu Phàm cho ân cần thăm hỏi 100 lần. Đây quả thực là đang dụ dỗ phạm nhân phạm tội mà. U Linh khốn kiếp, chờ ta cầm lại lệnh bài tích lũy của ta, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Trong lòng Lưu Ly giận mắng không thôi, thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ. Thế nhưng nàng lại không thể làm gì, ai kêu nàng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm đây, hơn nữa lệnh bài tích lũy lại trên người Tiêu Phàm. Hai người bước ra khỏi sơn cốc, tiếp tục tìm kiếm con mồi khác. Phiến thiên địa này vẫn như cũ, yên lặng như một mảnh đất chết, có loại lực lượng quỷ dị rút đi hồn lực trong cơ thể bọn hắn, Tiêu Phàm có U Linh chiến hồn ngăn cản nên cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá, khiến Tiêu Phàm không nghĩ tới là, Lưu Ly có vẻ như cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng,
nàng một mực duy trì bình tĩnh, giống như một tòa băng sơn vạn năm. Lưu Ly, hai người mới vừa đi ra sơn cốc, đột nhiên một đạo thanh âm hơi hơi ngoài ý muốn vang lên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đi đến. Cầm đầu là một trắng thanh niên áo bào, hắn dáng người cao to, mặt như ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, con ngươi sâu thẳm vô tình, búi tóc trên mái tóc đen dài cắm một thanh bạch ngọc, phía sau cõng một thanh trường kiếm, cả người lộ ra vẻ gọn gàng, siêu nhiên vô cùng. Bất quá, Tiêu Phàm trước tiên cảm giác trên thân người này có một loại lạnh, một loại hàn khí vô tình, hơn nữa, hắn mặc dù không nhớ kỹ danh tự người này, nhưng biết người này là một trong mấy người huyết yêu nhiêu nhắc nhở hắn nhớ kỹ. Sau lưng hắn cách đó không xa có hai người đi theo, còn người băng lãnh nhìn thanh niên áo bào trắng, không cần nghĩ cũng biết, hai người này khẳng định cũng bị hắn nô dịch. Ngọc Diện vô tình, ngươi làm sao ở chỗ này? Trong mắt Lưu Ly lóe lên một tia kinh hỉ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì bên tai nàng truyền đến thanh âm Tiêu Phàm. Tốt nhất đừng bại lộ cái gì, nếu ta phát hiện một chút cử động không đúng, ta liền lập tức bóp nát lệnh bài tích lũy của ngươi. Thanh âm Tiêu Phàm băng lãnh truyền vào lỗ tai Lưu Ly. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm mặt ngoài lại duy trì một loại kính sợ đối với Lưu Ly. Điều này khiến nam tử áo bào trắng Ngọc Diện vô tình đối diện tưởng nhầm Tiêu Phàm bị Lưu Ly nô dịch. Ta làm sao không thể ở chỗ này? Ngọc Diện vô tình liếc mắt quét Tiêu Phàm, lại không có quá mức quan tâm, tiếp tục nói, mảnh sơn cốc này rất lớn, ngươi và ta tạm thời hợp tác, thấy thế nào? Hợp tác thế nào? Đôi mắt đẹp của Lưu Ly lóe lên, trong lòng lập tức tính toán, nếu như Ngọc Diện vô tình có thể giết Tiêu Phàm, nàng há không phải có thể tự do. Nếu như không phải bị Tiêu Phàm uy hiếp, nàng đã sớm truyền âm cho Ngọc Diện vô tình. Đọa lạc cốc này không phải lớn bình thường, muốn gặp mấy người cũng không phải dễ dàng, hơn nữa, đâu đâu cũng có thất giai và bát giai hồn thú, hai người chúng ta hợp lực tự vệ cũng hơn, về phần lệnh bài tích lũy, chia đều. Ngọc Diện vô tình nói ra. Nhìn thấy Ngọc Diện vô tình căn bản không có mảy may dị động, trong lòng Lưu Ly đã hết sức thất vọng, nghĩ đến trong lúc nhất thời muốn để Ngọc Diện vô tình giết chết Tiêu Phàm là không có khả năng, chỉ có thể nghĩ phương pháp khác. Đáp ứng hắn. Đang lúc tình chuẩn bị cự tuyệt Ngọc Diện vô, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên bên tai nàng. Lưu Ly cổ quái liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, lúc này mới nhìn về phía Ngọc Diện vô tình. Một cử động kia khiến Ngọc Diện vô tình hơi kinh ngạc, bởi vì theo Ngọc Diện vô tình, Lưu Ly là đang trưng cầu ý kiến Tiêu Phàm. Dược, ta đáp ứng ngươi, ta chỉ có hai người, các ngươi có ba người, vụ mua bán này không thua thiệt. Lưu Ly gật đầu nói. Như thế rất tốt. Ngọc Diện vô tình mỉm cười, nhưng trong lòng hắn thì kinh ngạc vô cùng, không đúng, bình thường Lưu Ly lãnh nhược băng xương, căn bản không có nói chuyện tốt như vậy. Cho dù đối với Độc Cô Trường Giật đều vô cùng băng lãnh, làm sao hôm nay sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Nghĩ vậy, dư quang Ngọc Diện vô tình đánh giá Tiêu Phàm, nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào đều nhìn không ra Tiêu Phàm có vấn đề gì. Đi thôi. Trong lòng Ngọc Diện vô tình cho mình một cái cảnh tỉnh, bất quá vừa nghĩ tới người tiến vào đọa lạc cốc cũng không có mấy ai có thể làm gì được hắn, hắn cũng không đặt ở trong lòng. Hai người Tiêu Phàm. Lưu Ly cùng ba người Ngọc Diện vô tình đạp không mà lên, ở trên không hoành hành không sợ, căn bản không có bất kỳ e ngại, lấy thực lực hai người, dù là bát giai hồn thú sơ kỳ cũng không để trong lòng, xác thực không cái gì có thể khiến bọn hắn phải kiêng kỵ. Bất quá, Lưu Ly và Tiêu Phàm cách Ngọc Diện vô tình vẫn duy trì khoảng cách nhất định, dù sao cho dù là thất thần ngắn ngủi, cường giả như vậy đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là việc cực kỳ chí mạng. Đọa lạc cốc dường như không có ngày hay đêm, trong đây u ám đã trở thành sắc điệu bất biến, ở chỗ này ngốc mấy ngày, mỗi người đều cảm giác trong lòng kìm nén một cỗ lệ khí to lớn, muốn tìm địa phương phát tiết. Mấy người một đường trầm mặc không nói, ai cũng không có nói chuyện, bầu không khí thập phần áp chế, Tiêu Phàm ra vẻ rụt rè sau lưng Lưu Ly, việc này so với bản thân một người độc hành như hắn càng khó chịu hơn rất nhiều. Dư quang Tiêu Phàm thỉnh thoảng đánh giá Ngọc Diện vô tình. Hắn phát hiện trên người Ngọc Diện vô tình thỉnh thoảng phóng khí tức như có như không, hai người phía sau hắn cũng thỉnh thoảng theo dõi hắn. Nhìn Ngọc Diện vô tình cũng không phải chân chính muốn cùng Lưu Ly hợp tác. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, Ngọc Diện vô tình che giấu rất tốt, cũng không có quá nhiều sơ hở. Nhưng hai người phía sau hắn thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Hô, đột nhiên,
một vệt sáng phía trước phóng lên tận trời, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý bọn Tiêu Phàm, Ngọc Diện vô tình lắc mình một cái liền hướng thẳng đến đó. Ngươi muốn để cho Ngọc Diện vô tình xuất thủ ứng phó ta, có thể ngươi nghĩ sai rồi, người hắn muốn đối phó có thể là ngươi, đi thôi. Tiêu Phàm đứng sau lưng Lưu Ly truyền âm nói, hắn cũng không bởi vì quang mang đột ngột xuất hiện mà có mảy may kinh ngạc, ngược lại thần sắc thập phần bình tĩnh. Lưu Ly nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn đi theo bước chân Ngọc Diện vô tình, hướng về quang thúc kia kích xạ đến. Lúc này, mấy người Tiêu Phàm đang dừng lại tại một mảnh vách đá to lớn cách đó không xa. Vách đá vô cùng tối màu, lóe ra quang mang màu đen, từ trên cao nhìn lại giống như tự nhiên mà thành. Vách đá màu đen lộ ra một loại khí tức nặng nề, tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú ẩn núp, ép người ta có chút thở không ra hơi. Đây là đá gì, các ngươi có từng gặp qua chưa? Ngọc Diện vô tình nhìn về phía hai người phía sau nói. Không biết, chưa thấy qua. Hai người lắc đầu, bên trong ánh mắt mang theo một loại sợ hãi, tựa như lại nói, bản thân ngươi đều không biết, còn hỏi chúng ta. Lưu Ly, ngươi có từng gặp qua chưa? Ngọc Diện vô tình lại nhìn về phía Lưu Ly nói. Không biết, bất quá loại đá này cảm giác thập phần nặng nề, hẳn rất bất phàm, quang thúc kia là cái gì, chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế? Lưu Ly lắc đầu, thần sắc băng lãnh. Có lẽ thật có dị bảo xuất thế, chúng ta xuống dưới nhìn xem. Nghe Lưu Ly nói, thần sắc Ngọc Diện vô tình khẽ động, dẫn đầu hướng về phía dưới phóng đi. Hai tên tùy tùng cũng không chần chờ chút nào, rất nhanh liền rơi vào vách núi màu đen trước mặt. Lưu Ly do dự một hồi, cũng cùng đi lên, chỉ có Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng quang mang âm lãnh, thầm nghĩ trong lòng ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng muốn chơi dạng gì. Tiêu Phàm không tin quang mang kia là đột nhiên sinh ra, như lần trước trong vòng thứ hai khảo hạch gặp được một chùm sáng kiếm khí, có đạo thứ nhất, khẳng định sẽ có đạo thứ hai. Nhưng quang mang chợt lóe lên rồi biến mất kia hồi lâu đều không có động tĩnh nữa, Tiêu Phàm không nghi ngờ mới là lạ. Hơn nữa, gặp được Ngọc Diện vô tình lại không phải trùng hợp, lúc này mới đi không đến một canh giờ liền gặp được dị bảo xuất thế, trên đời này nơi nào có dạng sự tình tốt như vậy. Nếu thực như thế, chính là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá, việc này cũng không trở ngại lòng hiếu kỳ của hắn đối với vách đá đen. Thời khắc tới gần vách đá đen, hắn nhìn rất cẩn thận, xa xa nhìn lại, đây chính là một tòa thạch sơn to lớn mà thôi. Chỉ là một bên khác toàn bộ mọc đầy thảm thực vật, cùng sơn phong bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ có bên này lộ ra bản thể vách núi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị theo xuống dưới, bất quá sau một khắc, toàn thân Tiêu Phàm giật mình, tựa như bị chạm điện, không đúng, vách đá đen này làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc như vậy. Trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng lóe qua một đống suy nghĩ, cuối cùng hình ảnh dừng lại phía trên cục gạch màu đen. Cục gạch màu đen chính là lần trước tiến vào bảo khố Hoa Gia, Hoa Thiên Bảo đưa cho hắn. Chất liệu kia cùng thạch sơn này cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ khiến hắn nghi hoặc là cục gạch màu đen khiến đá bạch thạch dị động, khẳng định không phải là phàm vật. Nhưng hắc sắc thạch sơn này lại thập phần phổ thông, bạch thạch căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, điều này không đúng. Tiêu Phàm rất muốn đem cục gạch đen lấy ra cẩn thận so sánh một phen, nhưng vì ngăn ngừa bị Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly phát hiện, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không có đem cục gạch lấy ra. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng cùng đi theo, lách mình xuất hiện cách Lưu Ly không xa. Cái này lại có một cái cửa, Ngọc Diện vô tình đột nhiên cả kinh kêu lên. Theo thanh âm hắn nhìn lại, Tiêu Phàm quả nhiên thấy mấy vết nứt, hình thành một bộ dáng cánh cửa do ngọn núi tách ra. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là khó mà phát hiện. Không đợi Lưu Ly cùng Tiêu Phàm phản ứng, Ngọc Diện vô tình không chút do dự đi lên trước, đưa tay đẩy cửa đá màu đen, chỉ là vô luận hắn dùng lực như thế nào, cửa đá kia cũng không mảy may động đậy. Đừng đẩy nữa, cái này hẳn phải dùng chìa khóa. Lưu Ly lạnh như băng nói ra một câu. Quả nhiên, theo cửa đá nhìn lại nhìn thấy một lỗ thủng đen kịt, lỗ thủng rất hẹp, nhưng lại dài chừng một tấc. Nói là lỗ thủng, còn không bằng nói là khe hở. Bởi vì cửa đá vốn chính là hắc sắc, người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện khe hở này. Đáng tiếc, trong này khẳng định có đồ vật bất phàm. Ánh mắt Ngọc Diện vô tình lộ ra một tia tiếc nuối. Ngươi không thể trực tiếp oanh mở sao?
Lưu Ly cau mày một cái, nàng cũng rốt cục phát hiện điều không thích hợp, người hiện tại nói thế, có phải cũng đã sớm biết hay không? Tốt xấu gì thực lực ngươi cũng là chiến hoàng đỉnh phong, chẳng lẽ ngay cả một cánh cửa đều không phá nổi sao? Không bằng nói ngươi đã sớm biết rõ cửa này mở không ra. Ách, ta làm sao lại không nghĩ tới a? Ngọc Diện vô tình xấu hổ gãi đầu một cái, trên mặt hơi đỏ lên, khi hắn quay người, con ngươi lại biến vô cùng băng lãnh. Các ngươi tránh ra, ta phá. Ngọc Diện vô tình khẽ quát một tiếng, trong tay bỗng xuất hiện một chuôi bảo kiếm bạch ngọc, kiếm khí phát ra, xông thẳng tới cửa đá, ngay lúc đó, hai người kia tựa như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lách mình hướng phía sau thối lui. Oanh, một đạo kiếm khí thần cầu vồng vạch phá chân trời, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, một kiếm Ngọc Diện vô tình chạm lên bên trên cửa đá màu đen, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, đốm lửa trên cửa đá bắn tứ tung. Thậm chí, còn có từng đạo kiếm khí phản xạ quay về, Ngọc Diện vô tình phản ứng thập phần tấn mãnh, trực tiếp hướng về không trung lao đi. Chém không được, Lưu Ly lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngọc Diện vô tình dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong, nắm giữ thực lực siêu việt hoàng phủ chiến hoàng, thậm chí ngay cả một cái cửa đá đều chém không nổi. Lưu Ly, nếu không ngươi thử xem, Ngọc Diện vô tình hơi thất lạc, nói với Lưu Ly. Được, Lưu Ly theo tiếng gật đầu, đi đến hướng cửa đá. Trong mắt Ngọc Diện vô tình hiện lên một vẻ chờ mong. Tựa như rất hy vọng Lưu Ly có thể một kiếm phá vỡ cửa đá. Loại đá này ta đã nghiên cứu rất nhiều lần, căn bản liền không phải chiến hoàng cảnh có thể phá vỡ nổi. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, hắn cũng sớm đã nghiên cứu qua cục gạch màu đen. Lúc ấy Tiêu Phàm cũng không phục, thử nghiệm hồi lâu, cuối cùng mới không thể không từ bỏ, dù là hiện tại hắn mạnh lên, cũng không có tự tin phá vỡ cục gạch màu đen kia. Thực lực Ngọc Diện vô tình có lẽ không yếu. Nhưng Tiêu Phàm cũng không cho rằng nàng so với mình mạnh hơn bao nhiêu. Lưu Ly một chưởng đánh vào bên trên cửa đá màu đen, cửa đá rung động nhẹ nhẹ mấy lần liền không có âm thanh, nàng lúc đầu không am hiểu tấn công chính diện, Ngọc Diện vô tình đều không phá nổi, huống chi nàng. Ngọc Diện vô tình thấy thế, sắc mặt lập tức vừa nhảy, hắn nguyên bản thập phần chờ mong, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống thất vọng. Tất cả những thứ này tự nhiên không thoát được ánh mắt Tiêu Phàm. Bất quá hắn hiện tại cũng tin tưởng, đọa lạc cốc này có lẽ thật đúng là lần thứ nhất mở ra. Bằng không, hắc sắc thạch sơn này khẳng định sớm đã bị những cường giả kia phá vỡ, bên trong nếu có bảo bối cũng sớm đã bị cường giả tam đại tổ chức sát thủ lấy đi. Có lẽ nhóm chiến đế của tam đại tổ chức sát thủ cũng chưa chắc có thể mở ra, nên mới cố ý để cho chúng ta đến tìm vận may đi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ tới càng nhiều. Khả năng này không thấp. Dù sao một mảnh cổ địa vừa mới mở ra, cường giả chiến đế cảnh có thể tiến đến thì đã sớm tiến đến, làm sao có thể đem những đồ vật này lưu cho những người khác được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lắc đầu, ngọn núi màu đen cố nhiên bất phàm, coi như hắn có thể mở ra được đồ vật bên trong, lấy thực lực hiện tại của hắn cũng căn bản không giữ được. Chất liệu cục gạch đen cùng hắc sắc ngọn núi thực giống nhau như đúc, 8-9 phần 10 cùng ngọn núi này có quan hệ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ngươi cũng đi thử xem. Đột nhiên, con người Ngọc Diện vô tình băng lãnh nhìn về phía Tiêu Phàm, dùng giọng điệu ra lệnh quát khẽ, một mặt cao cao tại thượng. Tiêu Phàm nghe vậy liền ngây ra, mặt không hiểu nhìn Ngọc Diện vô tình. Nhìn cái gì, bảo ngươi đó, ngươi cũng thử xem. Mặt Ngọc Diện vô tình không biểu cảm nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt của Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng khó chịu, thiếu chút nữa nhịn không được mà xuất thủ. Ngọc Diện vô tình. Hắn hình như là người của ta, lúc nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lưu Ly trong nháy mắt xuất hiện trước người Tiêu Phàm. Coi như Tiêu Phàm là người bị nàng nô dịch, thì Ngọc Diện vô tình cũng dựa vào cái gì để quát lớn người của Lưu Ly nàng chứ. Tiêu Phàm trợn mắt há mồm nhìn Lưu Ly. Lão tử ta lúc nào là người của cô, đồ có thể ăn linh tinh, lời nói thì không thể nói lung tung nha. Lưu Ly cũng cảm giác được lời nói vừa rồi có chút không đúng, sắc mặt hơi ngưng lại, rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng nhìn Ngọc Diện vô tình phía đối diện. Ngọc Diện vô tình không nghĩ tới Lưu Ly phản ứng mạnh như vậy, có điều, nếu lời đã ra khỏi miệng, hắn cũng không có ý định thu trở về, liền nói, Lưu Ly, không cần thiết vì một người sắp chết mà đối địch với ta. Người sắp chết, nghe được mấy chữ này, sắc mặt Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh,
Ngọc Diện vô tình cho rằng mình hẳn phải chết. Tiêu Phàm biết Ngọc Diện vô tình vừa rồi chỉ là không cam lòng, muốn cho hắn cũng thử phá tảng đá. Nhưng mà hiện tại Lưu Ly lại vì hắn mà quát lại Ngọc Diện vô tình, Ngọc Diện vô tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tu sĩ ở giữa sinh tử chiến, có thời điểm chính là đơn giản như vậy, đơn giản đến chỉ là vấn đề một câu nói. Người sắp chết, ngươi tại sao không bảo hai người kia thử? Lưu Ly quát lạnh nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, ngươi muốn tính mạng của U Linh. Hắn đã không muốn mạng ngươi thì ngươi nên thắp nhang cầu nguyện tổ tiên. Bởi vì hai người bọn hắn sớm đã thử qua. Thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, hắn đi đến phía bên Lưu Ly, nhìn thẳng Ngọc Diện vô tình nói, không biết ta nói đúng hay không? Không biết ngươi đang nói cái gì? Ánh mắt Ngọc Diện vô tình lóe lên, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm nói, ta cho ngươi thử một chút, vậy mà ngươi đi cũng không đi. Ngọc Diện vô tình, ngươi thế này không phải hung hăng càn quấy sao? Chúng ta đều mở không ra, hắn làm sao mở ra được? Lưu Ly quát lạnh nói, nàng cũng không biết, bản thân vì sao lại đứng ở lập trường của Tiêu Phàm để nói chuyện. Nội tâm có một thanh âm nói cho nàng, lệnh bài thích điểm của bản thân ở trong tay hắn, nếu như không che chở hắn, hắn rất có thể không trả lại cho nàng. Có một vài bảo bối, không phải dựa vào thực lực, mà vận khí cũng rất quan trọng, bằng không sao hai chữ cơ duyên lại được nhắc đến. Ngọc Diện vô tình híp hai mắt nói. Trong lòng hắn cũng không hiểu. Mặc dù hắn không phải rất quen biết Lưu Ly, nhưng mà cũng đại khái biết rõ tính cách của nàng. Lưu Ly bình thường là một núi băng vạn năm, hôm nay thật đúng là kỳ lạ, nàng vậy mà nói giúp một người xa lạ. Quan trọng là hắn phát hiện Tiêu Phàm cũng không hề e ngại đối với hắn, ngược lại lộ ra một tia đăm chiêu. Ngươi nói không sai, kỳ ngộ có lúc không phải dựa vào thực lực, điều này cũng từ khía cạnh nói rõ, coi như nơi này có kỳ ngộ, nó cũng không thuộc về ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nơi này có tư cách cho ngươi nói chuyện sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm liên tiếp khiêu khích bản thân, Ngọc Diện vô tình cũng không còn bình tĩnh, gầm thét một tiếng, sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ xông thẳng về phía Tiêu Phàm. Nói không lại ta, liền chuẩn bị động thủ sao? Con người Tiêu Phàm hơi lạnh lẽo, từ trước tới nay hắn không cho rằng bản thân muốn nói chuyện thì phải có tư cách gì gì. Huống chi? Ngọc Diện vô tình ngươi bây giờ đang làm khó ta, chẳng lẽ ta phản bác còn không được sao? Ngươi nếu là cường giả chiến đế, có lẽ còn dám khinh thường ta như thế, một chiến hoàng cảnh, có mạnh hơn thì cũng mạnh đến cỡ nào? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm từng bước một đi về phía Ngọc Diện vô tình, rất có tư thế xuất thủ để đánh một trận lớn. Giết hắn, Ngọc Diện vô tình không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám khiêu khích uy nghiêm của bản thân, liền liếc nhìn hai người tùy tùng phẫn nộ quát. Hai người kia nghe vậy, cau mày một cái nhìn nhau, sau đó không chút do dự xuất thủ. Lệnh bài thích điểm của bọn hắn ở trên người Ngọc Diện vô tình, căn bản không dám chống lại lệnh hắn. Ngọc Diện vô tình thấy, hắn chỉ cần ngăn Lưu Ly lại là được, còn hai người kia dù sao cũng là thực lực chiến hoàng cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, chẳng lẽ vẫn không giết được một Tiêu Phàm sao? Cút, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, trong miệng thốt ra một đạo sát phạt chi kiếm. Kiếm khí đáng sợ nở rộ ra, xông thẳng đến hai người kia. Phốc phốc, hai đạo huyết kiếm từ hư không bắn ra, hai người kia vội vàng che cổ mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà, bọn hắn bất luận che như thế nào, cũng không bưng bít được máu tươi dâng trào trên cổ, nơi đó còn có từng đạo kiếm khí đang điên cuồng tàn phá. Phù phù hai tiếng, thân thể hai người kia ngã xuống đất không dậy nổi, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Con người Ngọc Diện vô tình bỗng nhiên co rụt lại, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm mạnh mẽ và bá đạo như vậy, đến cả tay còn không động, liền miểu sát một chiến hoàng cảnh trung kỳ cùng một chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Thủ đoạn dạng này, đến hắn cũng chưa chắc làm được. Dám giết người của ta, người tự tìm cái chết. Ngọc Diện vô tình mắt lộ ra hung quang, hắn dù sao cũng đường đường là một trong thập đại sát thủ, làm sao có thể bị một vô danh tiểu bối qua mặt chứ? Lời còn chưa dứt, Ngọc Diện vô tình đưa tay đánh ra một chưởng về phía Tiêu Phàm, hắn cho rằng, vừa rồi Tiêu Phàm biểu hiện thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là vận dụng thủ đoạn đặc thù mà thôi. Bản thân hắn chính là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, đã đến gần vô hạn tuyệt thế chiến hoàng, trừ mấy đại sát thủ khác, hắn không cho rằng còn có người là đối thủ của hắn.
huống chi là một tên Tiêu Phàm đến diện mạo thực sự còn không dám lộ. Ngọc Diện Vô Tình, đối thủ của ngươi là ta. Lưu Ly mặc dù rất muốn Ngọc Diện Vô Tình giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà nàng lại không dám cược. Ngộ nhỡ trước khi Tiêu Phàm chết, lại làm vỡ vụ lệnh bài tích điểm của nàng, nàng hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng giọt nước to lớn phiêu đãng tại hư không, thoáng cái liền ngưng tụ thành một đạo thủy chi thiên mạc. Ngọc Diện Vô Tình biết rất rõ thực lực của Lưu Ly, hắn không dám chính diện giao phong, cấp tốc thối lui về nơi xa. Lưu Ly, chúng ta tốt xấu gì cũng cùng là người Diêm La Phủ, ngươi lại vì một người ngoài đối địch với ta. Sắc mặt Ngọc Diện Vô Tình lạnh lùng, một cỗ chi khí lăng lệ phát ra, nhìn Tiêu Phàm, đến hiện tại, hắn vẫn cảm thấy mình nhìn không thấu Tiêu Phàm. Để ta xử lý. Lưu Ly vừa chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm đã chậm rãi tiến lên, nhìn chăm chú Ngọc Diện Vô Tình trên không nói, Ngọc Diện Vô Tình, một trong thập đại sát thủ. Thực không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, há miệng một câu là nói ta tự tìm cái chết, ngậm miệng một câu lại nói ta là một người chết. Ngươi cho rằng ngươi đứng trên cao liền có thể cao cao tại thượng. Hiện tại, dùng thực lực của ngươi, đến nói cho ta biết. Lời nói Tiêu Phàm vang vọng thật lâu tại hư không, một cỗ khí tức càng thêm cường đại lăng lệ nghịch thiên mà lên, khủng bố tới cực điểm, hồn lực cuồn cuộn gào thét, ép về Ngọc Diện Vô Tình trên không. Thân thể Ngọc Diện Vô Tình rung động nhẹ một cái, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đứng trên không trung, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tiêu Phàm giống như một đế giả đang quan sát một con giun con dế. Ngươi đã tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, miễn cho ngươi không biết trời cao đất dày. Ngọc Diện Vô Tình gầm thét một tiếng, một cỗ hồn lực đáng sợ tản ra toàn thân, thực lực hoàng phủ chiến hoàng hiển lộ không chút nghi ngờ. Oanh, hư không dường như muốn nổ tung, hai người không nhúc nhích, hồn lực phong bạo đã đâm vào cùng một chỗ, làn sóng nối tiếp làn sóng, cuồn cuộn hướng về bốn phía. Lưu Ly thấy thế liền vội vàng thối lui đến nơi xa. Giờ phút này trong lòng nàng hết sức phức tạp, không biết là đang muốn Ngọc Diện Vô Tình giết chết Tiêu Phàm, hay là để Tiêu Phàm giết chết Ngọc Diện Vô Tình. Chết đi! Ngọc Diện Vô Tình gầm thét một tiếng, toàn thân lưu chuyển vô số kiếm khí, thực lực hoàng phủ chiến hoàng không giữ lại bất kỳ cái gì, toàn bộ phóng xuất ra. Không thể không nói, thực lực hắn thật không thể khinh thường, không hổ là một trong thập đại sát thủ thế hệ trẻ của tam đại tổ chức sát thủ. Nếu đổi lại là một người khác, dù ngươi là hoàng phủ chiến hoàng thì thế nào, Tiêu Phàm cũng chỉ một kiếm chém giết. Nhưng đối mặt với Ngọc Diện Vô Tình, Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực. Đương nhiên, có áp lực mới có động lực, Tiêu Phàm cho tới bây giờ còn chưa từng sợ áp lực. Trong tay Ngọc Diện Vô Tình đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, đó là thanh kiếm hắn đeo phía sau lưng, động tác rút kiếm đã nhuần nhuyễn đến mức không lãng phí một giây một phút nào. Một kiếm lăng lệ phá vỡ hư không, đâm về hướng Tiêu Phàm. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, không nổi lên một chút gợn sóng, lúc một kiếm kia sắp tới gần thân thể hắn. Thân ảnh Tiêu Phàm như gió, phiêu nhiên bay về sau, động tác thoải mái, phiêu giật. Kiếm trong tay Ngọc Diện Vô Tình cách ngực Tiêu Phàm chỉ còn không đến một thước, nhưng mà khoảng cách này, lại như chỉ xích thiên nhai, rốt cuộc không mảy may tới gần hắn được. Luận tốc độ, Tiêu Phàm trước giờ không thua bất luận kẻ nào cùng cấp, huống chi, hắn còn lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý. Thu thủy nhiễm nhiễm, Ngọc Diện Vô Tình đột nhiên quát nhẹ một tiếng, trên mũi kiếm nhộn nhạo từng đạo hồn lực ba động như sóng nước, chậm rãi vọt về ngực Tiêu Phàm. Ngọc Diện Vô Tình rốt cục nhìn không được thi triển ra chiến kỹ, cũng chỉ có chiến kỹ mới có thể phá vỡ khoảng cách gang tấc này. Hô, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng tăng tốc, thoáng cái biến mất ở phía trước bảo kiếm của Ngọc Diện Vô Tình, sau khi xuất hiện lần nữa, đã là ở phía sau Ngọc Diện Vô Tình. Thật nhanh, cả người Ngọc Diện Vô Tình toát ra mồ hôi lạnh, Tiêu Phàm vừa rồi trong nháy mắt bộc phát tốc độ, khiến hắn hãi hùng khiếp vía, tốc độ kia, thật là đáng sợ. Đây là thân pháp chiến kỹ gì? Lưu Ly ở phía xa kinh ngạc nói, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cũng không thấy rõ là Tiêu Phàm biến mất thế nào. Nàng chỉ biết tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bằng không lúc đầu nàng cũng không có khả năng dễ dàng thua ở trong tay Tiêu Phàm như vậy. Lưu Tinh Hám Thiên. Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên nâng tay phải lên, nắm thành một nắm đấm như gió, toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang chói mắt.
Kim sắc quang mang sáng chói, chiếu sáng cả vùng không gian âm u. Cả người Tiêu Phàm đều khiến người ta cảm thấy một loại khí tức cực kỳ thánh khiết. Tốc độ ra quyền cực nhanh, Tiêu Phàm một quyền đánh vào đầu vai Ngọc Diện Vô Tình. Thanh âm nứt xương truyền ra, vai trái Ngọc Diện Vô Tình trong nháy mắt đổ sụp xuống, thân thể đều có chút dị dạng. Ngay sau đó, cả người hắn bắn nhanh ra, đập về nơi xa, hướng hắn bay đi chính là vị trí vách đá đen, hung hăng nện ở trên vách đá. Vừa rồi lúc nắm đấm Tiêu Phàm đụng vào trên người hắn, Ngọc Diện Vô Tình cảm giác bản thân giống như bị một tảng thiên thạch đập trúng, lục phủ ngũ tạng suýt chút vỡ nát, đến hồn hải cùng kinh mạch đều rung chuyển không ngừng. Lưu Tinh Hám Thiên, đây là cửu phẩm chiến kỹ không trọn vẹn được bàn tử lấy được ở trong sát lục không gian, Tiêu Phàm lần trước cũng sử dụng một lần, lần này là lần thứ hai hắn sử dụng. Cho dù là cửu phẩm chiến kỹ không trọn vẹn, uy lực phát huy ra cũng tuyệt đối không kém gì chiến kỹ thất phẩm đỉnh giai, một quyền nện vào trên người, chiến hoàng cảnh làm sao chịu đựng được. Khụ khụ, Ngọc Diện Vô Tình gian nan đứng dậy, trong miệng ho ra một chút nội tạng bị phá vỡ, sắc mặt đỏ vô cùng, khí huyết bị chấn động mạnh. Không phải hắn sử dụng kiếm sao? Làm sao quyền pháp cũng lợi hại như vậy? Lưu Ly nơi xa ánh mắt cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên rung động một cái. Kiếm pháp và quyền pháp đạt tới chiến hoàng cảnh bình thường đều sẽ chỉ chủ yếu tu một đạo. Mặc dù đồng thời tu kiếm pháp cùng đao pháp cũng có không ít, vì cùng là tu binh khí. Nhưng mà có rất ít người tu đồng thời kiếm pháp cùng quyền pháp. Lưu Ly hoàn toàn không hiểu, nàng không biết đâu mới là thực lực chân chính của Tiêu Phàm, bởi vì quyền pháp của Tiêu Phàm căn bản không yếu hơn bao nhiêu so với kiếm pháp. Người rốt cuộc là ai? Ngọc Diện Vô Tình gian nan đứng dậy, lau đi máu tươi khóe miệng. Sắc mặt khó xử nhìn Tiêu Phàm. Hắn không tin một hạng người vô danh lại có chiến lực đáng sợ như thế. Sau đó ánh mắt lại đảo qua trên người Lưu Ly, hắn hiển nhiên không tin, Lưu Ly là đối thủ của Tiêu Phàm. Đột nhiên, Ngọc Diện Vô Tình giật mình hiểu ra, kinh hãi nhìn Lưu Ly nói, Lưu Ly, ngươi. Lưu Ly cười khổ một tiếng, cuối cùng đành phải gật đầu. Đây chính là thực lực của ngươi, Tiêu Phàm vẻ mặt coi thường nói, thực không biết. Người có tư cách gì quyết định sinh tử của ta? Ngọc Diện Vô Tình không biết nói gì, Tiêu Phàm một quyền đánh bại hắn, hắn còn có thể nói gì đây? Hắn lúc này mới phát hiện, núi cao còn có núi cao hơn, cái gọi là thập đại sát thủ, trước sự sống chết cũng không có quá nhiều tác dụng, vẻn vẹn chỉ là một cái tên mà thôi. Tiêu Phàm từng bước một đi về phía Ngọc Diện Vô Tình, sát ý tràn ngập, đối với người muốn giết chính mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không thủ hạ lưu tình. U Linh, tha cho hắn một mạng. Đột nhiên, Lưu Ly ngăn khuất trước người Ngọc Diện Vô Tình, vội vàng mở miệng nói. Nếu như ta không phải đối thủ của hắn, hắn sẽ tha cho ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, sát tâm chẳng những không biến mất, ngược lại ngày càng đậm. Lưu Ly cúi đầu, không biết nói gì, nếu như thực lực Tiêu Phàm không ra sao, đừng nói Ngọc Diện Vô Tình sẽ không tha cho Tiêu Phàm, chính nàng cũng sẽ không bị Tiêu Phàm nô dịch. Sắc mặt Ngọc Diện Vô Tình lạnh lùng, đứng ở đó không nhúc nhích. Giờ phút này bản thân hắn bị trọng thương, cho dù muốn chạy trốn cũng không thể, với tốc độ Tiêu Phàm muốn đuổi kịp hắn dễ như trở bàn tay. Hắn liền dứt khoát đứng ở đó, chờ đợi kết cục tử vong, mặc dù thân làm sát thủ sớm đã chuẩn bị có ngày tử vong, nhưng trong lòng vẫn có chút khát vọng được sống. Muốn ta xuất thủ, hay là người chủ động đem lệnh bài thích điểm của mình giao ra? Cũng đúng lúc này. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng bước chân, nhìn chăm chú Ngọc Diện Vô Tình. Hắn vốn định giết Ngọc Diện Vô Tình, nhưng mà hắn lại nghĩ tới vấn đề hắc sắc thạch sơn, vì vậy Tiêu Phàm vẫn không xuất thủ. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, Ngọc Diện Vô Tình vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt như cho tàn kia vậy mà nổi lên một tia thần thái. Ngọc Hy, còn ngây ra đó làm gì? Lưu Ly đột nhiên sốt ruột quát. Toàn thân Ngọc Diện Vô Tình rung động một cái. Vẫn là đưa lệnh bài thích điểm cho Tiêu Phàm, hơn nữa còn đưa thêm hai lệnh bài thích điểm, hiển nhiên là của hai người vừa rồi bị Tiêu Phàm giết chết. Tiêu Phàm thu hồi lệnh bài thích điểm Ngọc Diện Vô Tình, sau đó lại lấy ra lệnh bài thích điểm của bản thân, răng rắc một tiếng, hai khối lệnh bài thích điểm kia đột nhiên vỡ ra, hai luồng sáng lập tức tiến vào bên trong lệnh bài thích điểm của Tiêu Phàm. Ngọc Diện Vô Tình, Ngọc Hy là tên thật của ngươi đúng không, ta rất muốn biết. Ngươi làm sao phát hiện ra hắc sắc thạch sơn này? Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này,
con ngươi lạnh lẽo đột nhiên chuyển hướng Ngọc Diện vô tình nói. Thế nào, không muốn nói à? Tiêu Phàm thấy Ngọc Diện vô tình Ngọc Hy do dự, hắn mị mị hai mắt, cảm giác không có chút kiên nhẫn nào. Trong bàn tay Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện lệnh bài tích điểm của Ngọc Diện vô tình. Ta nói. Ngọc Diện vô tình thấy thế, vội vàng mở miệng nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quyển gia cừu, chần chờ một chút, lúc này mới ném quyển gia cừu cho Tiêu Phàm, là trong quyển này ghi chép lại. Tiêu Phàm nhận lấy quyển gia cừu, nhìn đường vân thần bí bên trên, trong nháy mắt giống như chạm phải điện, ngây ra tại chỗ. Trên quyển gia cừu vẽ rất nhiều đường vân quỷ dị, viền đường vân có một đạo sáng huyết sắc quang mang giống như một chuôi huyết sắc bảo kiếm, vô cùng sắc bén. Trong bàn tay Tiêu Phàm lại xuất hiện một quyển gia cừu cơ hồ giống nhau như đúc, không phải, nói cho đúng, chất liệu bề ngoài giống nhau như đúc, chỉ là đường vân phía trên hoàn toàn khác biệt. Quyển gia cừu này trong tay hắn là quyển mà lần trước trộm tại bảo khố hoa gia, không nghĩ tới Ngọc Diện vô tình cũng có một quyển. Lúc Tiêu Phàm xuất ra quyển gia cừu kia, hai người Ngọc Diện vô tình và Lưu Ly cũng kinh ngạc không thôi, làm sao Tiêu Phàm cũng có một quyển. Chỉ dựa vào quyển gia cừu này, ngươi làm sao biết tìm tới nơi này? Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp, lại nhìn về phía Ngọc Diện vô tình nói. Ngươi không phát hiện, hướng đi đường vân phía trên quyển gia cừu của ta cùng hướng đi sơn mạch đọa lạc cốc giống nhau như đúc sao? Ngọc Diện vô tình mặc dù rất không muốn nói, nhưng xuất phát từ sự hiếu kỳ với bảo vật, hắn vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe được lời Ngọc Diện vô tình, Tiêu Phàm đạp không bay lên, từ phía trên cao mấy ngàn thước quan sát tất cả phía dưới. Trong tay cầm quyển gia cừu, so sánh với địa hình phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện, Ngọc Diện vô tình cũng không nói sai, chuôi huyết sắc bảo kiếm đổ giữa quyển gia cừu chính là vị trí hắc sắc thạch sơn này. Đường vân khác, cũng có hình dạng chập trùng lên xuống, so với địa hình phía dưới, cơ hồ giống nhau như đúc. Huyết sắc kiếm hình đồ án này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau một khắc, toàn thân hắn chấn động, thiếu chút nữa kêu lên, Tu La Kiếm. Không sai, kiếm hình đồ án kia, chính là hình dáng Tu La Kiếm, chỉ là quyển gia cừu đã đi qua nhiều năm tháng, kiếm hình đồ án có chút mơ hồ mà thôi. Chẳng lẽ dãy đá đen này có quan hệ cùng Tu La Điện? Nghĩ vậy, hô hấp Tiêu Phàm cũng có chút gấp rút, hướng về phía ngọn núi đen đáp xuống, lần nữa xuất hiện ở trước cửa đá đen. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình cổ quái nhìn Tiêu Phàm, không biết vì sao. Con người Tiêu Phàm nhìn qua lỗ nhỏ trên hắc sắc thạch sơn, lúc này mới phát hiện, nếu nói là một cái lỗ nhỏ, chẳng bằng nói đó là một đạo vết kiếm, chỉ là rất nhạt mà thôi. Vốn dĩ Tiêu Phàm không có ý định để ý tới hắc sắc thạch sơn, dù sao, các cường giả tam đại tổ chức sát thủ khả năng lúc nhìn chằm chằm nơi này, có bảo vật chân chính xuất thế cũng không vào tay hắn. Có điều, nghĩ đến đồ vật này khả năng có quan hệ cùng Tu La Điện, Tiêu Phàm liền không do dự chút nào, đưa tay lấy ra Tu La Kiếm, cắm vào cái lỗ nhỏ ngoài cửa hắc sắc kia. Không có động tĩnh, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, không phải chứ, chẳng lẽ Tu La Kiếm này không phải chìa khóa mở cửa. Có điều Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu ra, nếu như chỉ cần sử dụng kiếm là có thể mở ra, đoán chừng Ngọc Diện vô tình sớm đã mở, nào sẽ đến phiên hắn. Sau một khắc, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm đột nhiên dũng mãnh chuyển tới Tu La Kiếm, sát ý bắt đầu tràn ngập ra, Tu La Kiếm cũng chậm chậm đỏ tươi dần lên. Oanh long long quả nhiên đột nhiên có động tĩnh, cửa đá hắc sắc vậy mà thật sự chuyển động, đẩy vào bên trong, một thông đạo đen kịt âm u xuất hiện trước mắt ba người. Mở ra rồi, Ngọc Diện vô tình trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không thể nào lý giải, trước đó hắn cũng thử qua biện pháp này, sao lại không mở ra được. Hắn không biết là bảo kiếm trong tay Tiêu Phàm không phải kiếm bình thường, mà là Tu La Kiếm trong truyền thuyết. Đi vào. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hai người, quát khẽ. Hắn mặc dù không muốn mang hai người đi vào, nhưng hắn càng không muốn đợi lúc bản thân đi ra lại có rất nhiều người ở bên ngoài vây giết bản thân. Mặc dù lệnh bài tích điểm của Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình nằm trong tay hắn, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Ngọc Diện vô tình liếc nhìn Lưu Ly. Lưu Ly cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng lại không do dự chút nào, trực tiếp đi vào trong đường hầm đen kịt. Ngay sau đó, Ngọc Diện vô tình khẽ cắn môi, cũng cùng đi vào theo. Tiêu Phàm thu Tu La Kiếm về,
lách mình tiến vào trong đường hầm đen kịt, cửa đá màu đen chớp động, sau đó nhanh chóng đóng lại. Một cột ánh sáng nhu hòa chớp động ở trong đường hầm, quang mang càng ngày càng sáng, chiếu sáng cả thông đạo, ba người Tiêu Phàm đề phòng nhìn bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Quang mang này không phải do bọn hắn lấy ra, mà xuất hiện từ trong thông đạo trống rỗng xuất hiện. Ba người hít sâu một hơi, bình tĩnh suy nghĩ một chút, nhìn về bốn phía, chỗ bọn hắn là một bình đài cũng không tính rộng rãi, phía trước là một màn nước. Ngẩng đầu nhìn lên, thông đạo cao khoảng 2 trượng, bên trên vô cùng vuông vức. Ba người hoàn toàn nghĩ không ra, màn nước buông xuống này xuất hiện như thế nào. Màn nước phơi bày ra màu máu, tựa như máu tươi đang chảy, hơn nữa còn tản ra khí huyết tinh nồng đậm. Trừ cái đó ra, bốn phía không có bất kỳ lối ra nào. Tiêu Phàm do dự một chút, đạp thẳng đến phía màn nước, thân thể xuyên thấu màn nước, trên màn nước nhộn nhạo từng đạo sóng ánh sáng, thoáng cái liền không thấy tăm hơi. Lưu Ly, người cũng muốn đi vào. Ngọc Diện vô tình nhìn thấy Lưu Ly chuẩn bị cùng đi lên, lập tức nhíu mày. Thật khó mới có lúc Tiêu Phàm không để ý đến bọn hắn, không bằng ở chỗ này chờ. Người cảm thấy chờ ở chỗ này, có thể rời đi sao? Lưu Ly lãnh đạm để lại một câu nói, cũng xông đi vào. Ngọc Diện vô tình rằng co một hồi, khẽ cắn môi, cũng không do dự nữa. Phía trước, nơi Tiêu Phàm đứng, lại là một cái bình đài, hai bên là vách đá, trước sau đều là màn nước, chỉ là màn nước phía trước, huyết sắc càng thêm nồng mà thôi. Đây là đồ vật quỷ gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, có điều hắn lại nhắc bản thân tỉnh táo lại, bởi vì vừa rồi lúc xuyên qua màn nước kia, Tiêu Phàm cảm giác đầu giống như bị sét đánh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm rất rõ, cái kia hẳn là công kích linh hồn. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, vội vàng bước qua mấy màn nước huyết sắc, hắn rốt cục dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn nước thứ 7 phía trước. Không phải công kích linh hồn, hẳn là huyễn cảnh, một loại huyễn cảnh huyết tinh giết chóc. Cửa thứ 6 đã khiến ta như bị sét đánh, cửa thứ 7 chắc càng khủng bố hơn. Phía trước giống như có thứ gì đang triệu hoán ta. Cảm giác này thật quá kỳ lạ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Ong ong cũng đúng lúc này, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên rung động nhẹ một cái, huyết quang hừng hực, kiếm khí vụt sáng. Bảo ta tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được ý tứ tu la kiếm truyền đạt. Chết thì chết, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, kiên trì đi hướng phía trước, chỉ ít, U Linh chiến hồn không có cảnh báo, hơn nữa trong lòng hắn cũng không cảm giác được sự bất an nào. Lúc xuyên qua màn nước huyết sắc thứ 7, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ ý chí to lớn đánh thẳng vào ý thức hắn, thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ. Ngay sau đó, đủ loại tâm tình tiêu cực dâng lên trong lòng Tiêu Phàm, các loại cảm xúc phẫn nộ, khát máu, hiếu chiến, táo bạo, liền tựa như ngọn lửa thiêu đốt lên ý thức Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không do dự, vội vàng triệu hồi ra vô tận chiến hồn bảo hộ cơ thể, nếu nơi này có quan hệ cùng Tu La Điện, vô tận chiến hồn có lẽ có một chút tác dụng. Quả nhiên, đúng như suy nghĩ của Tiêu Phàm, sau một lát, vô tận chiến hồn liền xua tan tất cả tâm tình tiêu cực hầu như không còn. Công kích ý chí cùng linh hồn, quả nhiên thật khủng bố, có điều trải qua 7 màn nước, có vẻ như cũng khiến ý chí ta càng thêm kiên định. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Nhìn màn nước huyết sắc phía trước, Tiêu Phàm thần kinh căng thẳng, cuối cùng vẫn thu hồi vô tận chiến hồn, tiến lên một bước. Oanh, khi hắn chạm đến màn nước, cả người như bị sét đánh, toàn thân tựa như không nghe sai khiến, đứng ở đó không nhúc nhích. Trong đầu hắn xuất hiện vô số hình ảnh, có chém giết, có chiến trường, có đổ lục, tin tức khổng lồ khiến đầu Tiêu Phàm có cảm giác muốn nổ tung. Có điều, hắn vẫn cắn chặt răng, tiếp thu, tiêu hóa những hình ảnh kia, cũng không biết qua bao lâu, cả người Tiêu Phàm cảm giác hư thoát, y phục ướt đẫm mồ hôi. Hô, Tiêu Phàm thở ra mấy ngụm không khí. Sắc mặt hơi trắng bệch, liếc nhìn màn nước huyết sắc thứ 9 phía trước, trong con ngươi Tiêu Phàm lộ ra quang mang thị huyết. Hồi lâu, hắn quay đầu liếc nhìn phía sau, cũng không biết Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình xuyên qua mấy màn nước rồi. Một khắc vừa rồi kia, Tiêu Phàm cảm giác đi qua muôn vàn năm tháng, ngoài đủ loại tâm tình tiêu cực công kích hắn, còn có ý chí trùng kích đáng sợ. Nếu đổi lại là một người khác, đoán chừng sớm đã phát điên, nhưng Tiêu Phàm mạnh mẽ kiên trì tiếp. Hơn nữa, hắn vẫn không có mê muội ở trong đó, sau nửa ngày,
huyết hồng trong mắt Tiêu Phàm biến mất không thấy gì nữa, chậm rãi khôi phục lại như cũ. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm khẽ cắn môi phóng tới màn nước huyết sắc thứ 9. Phốc, Tiêu Phàm trong một khắc liền xuyên qua, nhưng mà cả người hắn cũng bị màn nước huyết sắc nhuộm thành màu máu tươi, trước đó những máu me kia còn không mảy may chạm được vào hắn. Nhưng mà màn nước huyết sắc tầng thứ 9 lại phủ đầy toàn thân hắn, chỉ thấy thân thể Tiêu Phàm co ro, co quắp tại mặt đất. Giờ phút này, ý thức Tiêu Phàm tiến vào một không gian cực kỳ quỷ dị, trên không phía trước hắn hiện lên một con quái vật to lớn. Quái vật hoàn toàn là huyết dịch ngưng tụ mà thành, toàn thân phóng ra cuồn cuộn huyết quang. Nó cao tới 3-4 trượng, một đôi cánh huyết sắc, chớp động tại hư không, từng đạo sương mù màu máu từ trên người nó quét sạch ra. Trong tay nó cầm một chuôi trường kiếm huyết sắc, nhìn kỹ, đó chính là bản phóng to của Tu La kiếm, hơn nữa nhìn qua càng thêm bá khí, hung lệ ngập trời. Ở đỉnh đầu quái vật, mọc ra một đôi sừng dài huyết sắc, đan xen hung mang, một đôi mắt màu đỏ ngòm, con người hõm sâu bên trong, nhìn qua nhiếp nhân tâm phách. Miệng nó phun răng nanh, nhìn qua khủng bố dữ tợn. Tu La, đây là từ mà Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến. Giống người mà không phải người, như ma mà không phải ma, hiếu chiến khát máu, hoàn toàn là hóa thân thành một ác ma. Đúng như Tiêu Phàm nói, đây đúng là một Tu La. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khí tức to lớn tập trung vào bản thân, hắn bây giờ đã đột phá tuyệt thế chiến hoàng, khoảng cách chiến đế cảnh cũng chỉ còn một bước, nhưng mà ở trước mặt Tu La này, lại như là sâu kiến. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm gian nan đứng dậy, Tu La kiếm trong tay rung động. Huyết quang đại thịnh, cả vùng không gian đều tràn đầy huyết sắc quang mang. Ngươi muốn giết hắn, Tiêu Phàm cảm nhận được ý niệm Tu La kiếm truyền đến, trong lòng hơi trầm xuống, bản thân một chiến hoàng, có thể là đối thủ của Tu La sao? Tiêu Phàm rất rõ, ra tay với Tu La, hoàn toàn là hữu tử vô sinh. Nhưng mà, hắn cũng hiểu rõ, bản thân chỉ có thân ở trong huyễn cảnh, nếu như không xuất thủ, bản thân liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Dù là biết rõ không thể làm nhưng hắn cũng muốn làm, bên ngoài còn rất nhiều việc chờ hắn đi làm. Hơn nữa, nếu như có thể chém giết Tu La, phá giải Tu La huyễn cảnh, Tiêu Phàm tin, về sau sẽ không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi lòng kiên định của hắn. Giống, Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ, hai cánh dục huyết Tu La liền đột nhiên vỗ lên, há miệng gào thét, một cỗ song âm trùng kích to lớn xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Dường như toàn thân đều bị chen bể, loại tâm tình tiêu cực này bao phủ hắn, nhưng con người hắn lại cực kỳ trong suốt. Hai chân hắn run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống, nếu như ý chí không vững vàng, Tiêu Phàm đã sớm quỳ xuống. Quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, người chỉ là một Tu La mà thôi, người không ra người, quỷ không quỷ, cũng muốn ta quỳ xuống. Tiêu Phàm tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, điều động hồn lực cuồn cuộn. Như là giang hà mãnh liệt cuộn trào ra. Oanh, trong cơ thể Tiêu Phàm truyền đến một tiếng nổ vang, tựa như đánh vỡ một tầng trói buộc, vô tận chiến hồn thi triển, biển hỏa diễm rộng lớn từ trên người Tiêu Phàm quét sạch ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ sát khí ngút trời từ trên người hắn tỏa ra, hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Giết! Tiêu Phàm đạp không mà lên, cầm trong tay Tu La kiếm xông ra, U Linh chiến hồn cũng đồng thời xuất hiện. Cơ hồ là phóng thích toàn bộ thực lực của hắn. Tu La huyễn cảnh vô cùng quỷ dị, dù Tiêu Phàm biết rõ là huyễn cảnh, cũng căn bản không thoát ra được, khiến hắn không thể không liều mạng cùng dục huyết Tu La. Phốc, cũng đúng lúc này, dục huyết Tu La cũng đi tới trước người hắn, nó giơ lên Tu La kiếm to lớn trong tay, quét ngang mà đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chặn ngang chặt đứt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn máu tươi chảy ra ở nửa người dưới. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế thì còn đánh như thế nào, bản thân trực tiếp bị miểu sát. Tiêu Phàm chỉ cảm giác ý thức bản thân có chút mơ hồ, mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Ta không phải chết rồi sao? Không biết lúc nào, Tiêu Phàm lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện bản thân vẫn ở trong không gian trước đó. Nơi xa, dục huyết Tu La dữ tợn khủng bố, ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa hướng về hắn đánh tới. Ta chết mà còn không rời khỏi huyễn cảnh được, Tiêu Phàm cau mày, thật chẳng lẽ chỉ có giết chết dục huyết Tu La này mới có thể phá giải huyễn cảnh. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lần nữa xông lên, đáng tiếc, nghênh đón hắn lại là một kiếm của dục huyết Tu La.
một kiếm, chết, trước kia chỉ có Tiêu Phàm một kiếm chém giết người khác, nhưng mà hôm nay, hắn lại bị dục huyết tu la chém giết. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm dòng dã bị dục huyết tu la chém giết 500 lần, mỗi lần đều là bị một kiếm chém giết, căn bản không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Một loại cảm xúc sợ hãi, không cam lòng, cùng tuyệt vọng lượn lờ trong tim Tiêu Phàm, nếu đổi lại là một người khác, đoán chừng sớm đã tâm lực khô kiệt mà chết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại càng đánh càng hăng, hắn căn bản không biết mình đã chết bao nhiêu lần, chỉ biết rõ đường sống duy nhất, chính là phải giết chết Tu La. Lần thứ 501 tỉnh lại, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nhe răng trợn mắt, sát phạt chi kiếm đột nhiên vung ra, căn bản không có chút gì do dự, lần nữa nhào về phía dục huyết Tu La. Thế giới bên ngoài, thân thể Tiêu Phàm co rúm tại chỗ, không ngừng co quắp, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trong huyễn cảnh, mặc dù hắn có thể không chết, nhưng mà hao tổn tâm thần lại cực kỳ to lớn. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình đứng ở trên bình đài thứ 6, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân máu me đầm đìa, hai người tựa như hư thoát. Tên biến thái U Linh kia vậy mà đang vượt qua lục trọng. Lưu Ly nổi giận mắng, trong lòng vô cùng không phục. Ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một lần, huyễn cảnh lục trọng này khẳng định vô cùng đáng sợ. Ngọc Diện vô tình cũng mặt như đưa đám, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người bọn hắn mới vừa tỉnh lại từ trong huyễn cảnh ngũ trọng, thần sắc còn tương đối tiểu tụy, vốn cho là có thể thấy được Tiêu Phàm, nhưng mà khiến bọn hắn thất vọng là, căn bản không nhìn thấy thân ảnh Tiêu Phàm đâu. Bọn hắn không biết là, bảy màn nước huyết sắc đầu tiên, đối với Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ có bát trọng Tiêu Phàm mới dừng lại một khắc. Nếu bọn hắn biết Tiêu Phàm biến thái như thế, đoán chừng đã sớm quỳ lạy, đâu còn dám phản kháng Tiêu Phàm. Tiếp tục đi, đi đến đây, dù sao đã không còn đường thối lui. Những huyễn cảnh này mặc dù đáng sợ, nhưng ta phát hiện ý chí bản thân đang tăng cường. Lưu Ly do dự một chút, vẫn nhảy qua màn nước huyết sắc lục trọng. Trong không gian quỷ dị kia, Tiêu Phàm vẫn chém giết dục huyết Tu La, hắn không biết bản thân đã chết bao nhiêu lần, chắc phải đến mấy ngàn lần. Nếu đổi lại là một người khác, đoán chừng sớm đã tâm lực khô kiệt, chí ít, không có khả năng càng chiến càng hăng như vậy. Bị người giết mấy ngàn lần, loại cảm giác này vẫn rất thật, ai chịu đựng được. Cho dù không chết, đoán chừng cũng sẽ hoàn toàn phát điên. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ ý nghĩ khuất phục nào. Chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó có thể diệt ngươi. Mỗi một lần tử vong, không những không khiến Tiêu Phàm tuyệt vọng, ngược lại khiến hắn tràn ngập chờ mong cùng khát vọng đối với sự sống. Hắn không biết là, thân thể hắn ở thế giới bên ngoài, quanh thân lưu chuyển lên từng đạo ba động huyền diệu. Ba động kia có khi như đao như kiếm, có khi nhu tình như nước, cho người ta một loại ý chí sinh sôi không ngừng. Nếu như kiếm hoàng cùng hỏa hoàng nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này không phải là bất hủ kiếm ý mà kiếm hoàng một mực chưa từng lĩnh ngộ sao? Không phải, nói cho đúng, cái này không chỉ là bất hủ kiếm ý, mà là bất hủ chi ý. Ý cảnh vô cùng huyền diệu, vốn không thật mà nắm bắt, nhưng lại chân thực tồn tại, giờ phút này quanh thân Tiêu Phàm phát ra bất hủ chi ý, đã đột phá đến cấp độ tam trọng, hơn nữa còn không có xu thế ngừng lại. Bất hủ, đại biểu cho sinh sôi không ngừng. Cuồn cuộn không dứt. Tiêu Phàm vốn sắp khô kiệt tâm lực, rốt cuộc lại có cảm giác hạn hán lâu ngày gặp mưa, sinh cơ bên trong cơ thể cũng dồi dào dần lên. Cút mẹ mày đi Tu La. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bộc phát, Tu La kiếm chém ra. Bang một tiếng, lần này Tiêu Phàm cũng không bị một đao chém giết, chỉ bị Tu La đẩy lui. Khóe miệng Tiêu Phàm rốt cục cong lên một nét cười, cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Cũng đúng lúc này, Tu La kiếm huyết quang hừng hực, tựa như kích động giống Tiêu Phàm. Thực lực của dục huyết Tu La không thay đổi, mà thực lực Tiêu Phàm lại đang tăng lên, Tiêu Phàm tin tưởng, sẽ có một ngày chém giết được dục huyết Tu La. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm tử vong hết lần này tới lần khác, lại chém giết lần này tới lần khác, đây dường như là một vòng luân hồi, vĩnh viễn cũng không thoát được ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, thế giới bên ngoài, Lưu Ly dừng lại ở trước bình đài thứ 8, cũng không dám lại tiếp tục đi lên, xuyên qua màn nước huyết sắc thất trọng đã cơ hồ khiến tâm lực của nàng trở nên cô quạnh.
nếu như tiếp tục tiến lên, nàng rất có thể không còn cách nào tỉnh lại từ trong huyễn cảnh, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện thử. Về phần Ngọc Diện Vô Tình, lại là xuyên qua màn nước lục trọng, đứng ở trên bình đài thứ bảy, cũng không dám tiếp tục tiến lên. Cũng không phải là thực lực hắn không đủ mạnh, ngược lại, có thể xuyên qua lục trọng đã đủ chứng minh Ngọc Diện Vô Tình không đơn giản. Bởi vì màn nước này khảo nghiệm ý chí một người, ý chí không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá, hắn vẫn chỉ là chiến hoàng mà thôi, ý chí có mạnh hơn nữa thì thế nào. Về phần Lưu Ly, bản thân nàng am hiểu huyễn cảnh, ở phương diện này, tự nhiên cường đại hơn mấy phần. Đương nhiên, so cùng tên biến thái Tiêu Phàm này, hoàn toàn không thể so sánh. Hai người bất đắc dĩ, tiến cũng không được, lui cũng không xong, chỉ có thể tại chỗ chờ, bởi vì bọn hắn cũng không biết phía trước còn bao nhiêu cửa. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn không tiến được, nếu lại lui trở về, lại không có bất kỳ đường ra nào, hơn nữa còn phải trải qua huyễn cảnh một lần nữa, vì thế dứt khoát liền bất động ở đây. Có lẽ, nếu Tiêu Phàm vượt qua, liền có thể khiến màn nước huyết sắc này biến mất cũng chưa biết chừng. Đáng tiếc, bọn hắn ngồi chờ, khả năng không phải chờ một hai canh giờ. Không biết qua bao lâu, trong tu la huyễn cảnh, thực lực Tiêu Phàm càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác thực lực bản thân, hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Mạnh, quá mạnh, dù là đột phá chiến đế cảnh, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Đáng tiếc, chỉ là trong huyễn cảnh. Tiêu Phàm thở dài một hơi, con người hắn vô cùng sáng, huyết sắc lúc đầu cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Có điều, nghĩ lại hắn cũng liền thấy thoải mái, nếu như không phải ở trong huyễn cảnh, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Mặc dù không cần lo lắng kết cục tử vong, nhưng mà sự đau đớn của cái chết lại cực kỳ chân thực, Tiêu Phàm đã trải qua sự thống khổ của vô số lần tử vong. Tựa như tử vong đối với hắn mà nói, đã chờ rồi. Rốt cuộc không còn bất kỳ sợ hãi nào nữa. Giờ phút này, toàn thân hắn có hơn 10 vết kiếm, máu tươi dâng trào. Nhưng mà, thần sắc Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh, tựa như thân thể kia căn bản không phải của bản thân hắn. Loại đau nhức này, đối với tử vong mà nói, lại được tính là gì chứ? Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay, vung ra từng kiếm, dục huyết tu la bị từng kiếm của hắn đẩy lui, phẫn nộ tới cực điểm, nhân loại nhỏ bé. Thực lực vậy mà ngày càng mạnh, điều này khiến nó vô cùng tức giận. Giống, con mắt dục huyết tu la khát máu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, há miệng gào thét, cầm trong tay tu la kiếm to lớn lăng không chém về phía Tiêu Phàm. Tu la, ta mới là tu la. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, vô số lần tử vong cùng thất bại, không chỉ mang đến cho hắn đau đớn, còn khiến khoái mạn chi ý cùng hủy diệt chi ý của hắn đều có đột phá mới, tất cả đều bước vào tứ trọng. Thậm chí, bất hủ chi ý cũng đột phá đến tứ trọng viên mãn. Chủ yếu nhất không phải cái này, mà là Tiêu Phàm cảm giác được, hắn dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện chém giết bản thân lúc trước. Phốc, theo thanh âm của Tiêu Phàm phát ra, một vòng huyết sắc từ trên cổ dục huyết tu la gào thét qua, ngay sau đó một cái đầu lâu ném lên không, vô tận kiếm khí nở rộ quấn đầu lâu kia đến vỡ nát, hóa thành huyết vụ vô tận. Hô! Huyết phụ vô tận đột nhiên gào thét hướng về Tiêu Phàm, tất cả đều tràn vào trong cơ thể Tiêu Phàm, cùng lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí thế dồi dào mãnh liệt tản ra bốn phía. Ầm ầm ầm, màn nước cửu trọng đột nhiên nổ tung, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình chờ đợi lâu ngày bị dọa sợ nhảy lên. Lúc bọn hắn nhìn thấy con người đen kịt của Tiêu Phàm, toàn thân hai người phát run, cảm giác tất cả mọi thứ trong nháy mắt rơi vào trong đó. Hai người cắn nát đầu lưỡi cho tỉnh, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, kinh ngạc nói, đây là ý chí gì? Sao lại đáng sợ như thế? Giờ phút này khí tức trên người Tiêu Phàm phát ra khiến Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình có loại cảm giác tuyệt vọng, hai người đều chạm đến biên giới ý chí, biết rõ Tiêu Phàm vừa rồi phát ra khí tức chính là một loại lực lượng ý chí. Cho dù là Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, cảm nhận được lực lượng toàn thân, hắn phát hiện bản thân mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều. Tu La, đây là Tu La ý chí. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lập tức lắc đầu, ta không muốn trở thành quái vật Tu La kia, cho dù là Tu La, ta cũng sẽ không giống Tu La. Tiêu Phàm chậm rãi thu liễm sát ý, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như không phát sinh chuyện gì. Chỉ là cả người hắn nhìn qua càng thêm khó lường. Bởi vì lĩnh ngộ ý chí Tu La, hủy diệt chi ý,
Khoái Mạn chi ý vậy mà cũng lĩnh ngộ được tứ trọng, hơn nữa Bất Hủ chi ý cũng đạt tới tứ trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn biết rõ, hắn rốt cục có thể bắn vào chiến đế cảnh, chỉ là trong lòng hắn lại có chút mê mang. Đột phá chiến đế cảnh, lĩnh ngộ là ý chí, trước đó hắn cũng cảm nhận được ý chí tu la cường đại, bất luận là sát phạt ý chí hay là hủy diệt ý chí đều bao hàm ở trong đó. Từ đó, hắn tiếp theo chỉ cần lĩnh ngộ ý chí tu la là được, có điều hắn cũng biết rõ, ý chí tu la không thể dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Cái gì gọi là tu la? Ma đầu giống người mà không phải người, giết người khát máu, khả năng đến chính mình cũng quên. Tiêu Phàm không muốn trở thành dạng ma đầu này, nhưng mà ý chí tu la quả thực rất cường hãn, sát phạt ý chí cùng hủy diệt ý chí còn xa mới có thể so sánh. Muốn mạnh hơn, ý chí tu la là chọn lựa đầu tiên của hắn. Muốn trở thành dạng người nào, ta tự mình quyết định, chiến đế cảnh liền lĩnh ngộ ý chí tu la. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. Phải rồi, còn có Bất Hủ ý chí, nếu như trước đó ta không lĩnh ngộ Bất Hủ kiếm ý, cho dù ý chí ta cường đại thế nào, cũng không thể kiên trì chém giết tu la, thoát khỏi huyễn cảnh. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp. Rất hiển nhiên, hắn muốn lĩnh ngộ ý chí tu la, tương tự, Bất Hủ ý chí hắn cũng phải lĩnh ngộ. Vài khắc sau, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước. Chỗ hắn đứng là cuối thông đạo, phía trước tường đá đen lấp kín, không có bất kỳ đường ra nào. Đến cuối rồi, Tiêu Phàm cau mày một cái, theo đạo lý mà nói thì không thể nào, làm sao có thể đột phá tu la huyễn cảnh liền đến cuối rồi. Hơn nữa, trong cơ thể hắn cái cảm giác này ngày càng đậm, tựa như có thứ gì ngay ở phía trước kêu gọi hắn, bảo hắn tiếp tục đi tới. Có lẽ có ám môn. Lưu Ly chẳng biết từ lúc nào đi tới cách Tiêu Phàm không xa. Con người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kiêng kỵ, suy nghĩ phản kháng trong lòng biến mất không ít. So với Tiêu Phàm, nàng phát hiện, có sự chênh lệch quá lớn, căn bản không còn cùng một cấp độ. Mấy người bọn hắn còn xưng là thập đại sát thủ, nhưng mà trước mặt Tiêu Phàm, căn bản chỉ là một chuyện cười. Đương nhiên, nàng cũng biết có người khác vẫn cực kỳ cường đại, tựa như Độc Cô Trường Giật cùng La Sinh Môn Hận Thiên, đều là bán bộ chiến đế. Ám môn. Tiêu Phàm nghe vậy, hồn lực phóng thích ra, tràn ngập về bốn phương tám hướng, mỗi một góc đều không buông tha. Khoảnh khắc, trong lòng Tiêu Phàm nhíu lại, ánh mắt đột nhiên rơi vào trong một xó xỉnh đen kịt, một bên trong góc kia, có một cái khe. Tiêu Phàm đi qua nhìn thấy cái khe, không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái, chậm chạp nói, á đủ, không phải trùng hợp đến vậy chứ. Nhìn kỹ, cái khe kia lại là một cái lỗ hổng hình chữ nhật. Vừa vặn có thể đặt vào một khối đồ vật vuông vức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một cục gạch đen, chính là đồ vật hắn lấy được từ trong bảo khố hoa ra. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đem cục gạch màu đen nhét vào, quỷ dị là, viên gạch màu đen kia vừa khít vào cái khe. Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng Tiêu Phàm vẫn kinh ngạc không thôi. Cục gạch này lại là chìa khóa, Tiêu Phàm rất muốn biết, trong này rốt cuộc có thứ gì. Một chiếc chìa khóa cũng có thể làm cho bạch thạch rung động, vậy đồ vật trong này há không phải càng bất phàm. Oanh long long, vách tường đen to lớn rung động một cái, đột nhiên chậm rãi chuyển động dần lên, Tiêu Phàm lui ra phía sau mấy bước, đề phòng nhìn chằm chằm bên trong tường đá. Lúc lâu sau, tường đá mở cao lên 2 mét rốt cục mới dừng lại, bên trong là một không gian rộng lớn. Đứng ở trong đường hầm nhìn vào, bên trong nghiễm nhiên chính là một đại sảnh. Vách đá bốn phía đại sảnh dựng đứng nạm lít nhít đá quý màu đỏ, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh một màu đỏ tươi vô cùng, một cỗ khí tức khắc nghiệt đập vào mặt. Tiêu Phàm không dám tự tiện tiến vào, hắn phóng xuất ra hồn lực tràn ngập hướng vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh vắng vẻ vô cùng, chỉ có phía trước trưng bày một bàn đá, trên bàn đá, trưng bày một hộp gấm đen, hộp gấm rất cũ, nhìn qua có vẻ đã qua một thời gian dài. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Tiêu Phàm hít sâu một hơi rồi đi vào. Hắn đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương, u linh chiến hồn hộ thể. Hắn cũng không đi thẳng đến hộp gấm kia. Hô, lúc Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình chuẩn bị cùng đi lên, đột nhiên một màn nước huyết sắc ngăn cản đường đi của hai người bọn họ. Tại sao chỉ có hắn mới có thể đi vào? Ngọc Diện vô tình nhíu mày, trên mặt lóe qua vẻ không cam lòng, đồ vật nơi này hẳn là của hắn mới đúng,
nhưng mà bây giờ lại sắp rơi vào tay Tiêu Phàm. Nếu như không có hắn, ngươi cũng không chiếm được. Lưu Ly lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng phát hiện, càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Nếu hắn đi vào, vậy cũng đừng nghĩ có thể đi ra. Ngọc Diện vô tình trong lòng lạnh lẽo, chuẩn bị rút cái cục gạch màu đen ra, như vậy, đại môn đóng lại, Tiêu Phàm sẽ không thể ra ngoài được nữa. Bỗng nhiên, Ngọc Diện vô tình đưa tay chộp tới cái cục gạch màu đen, tốc độ nhanh như điện. Ngọc Hy, ngươi tự tìm cái chết. Lưu Ly thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà tay của Ngọc Diện vô tình lại nhanh hơn, đã sờ đến cục gạch màu đen kia. Ân, khiến Ngọc Diện vô tình rất ngạc nhiên là bất luận hắn dùng lực thế nào, cục gạch màu đen kia cũng hoàn toàn không nhúc nhích. Tay Lưu Ly cũng dừng ở đó, không tiếp tục xuất thủ. Không có khả năng, đây rõ ràng là vật vô chủ mới đúng. Tại sao hắn có thể cầm, ta lại không thể? Ngọc Diện vô tình cực kỳ không cam lòng. Ngọc Hy, người cũng đừng quên, lệnh bài thích điểm của chúng ta còn ở trong tay hắn. Nếu hắn không ra được, chúng ta cũng hẳn phải chết. Lưu Ly quát khẽ, mặc dù trong lòng nàng cũng nghi hoặc không thôi, nhưng lại không nổi lên lòng tham lam. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì nàng không có hứng thú đối với kỳ ngộ và bảo vật, mà là nàng biết rõ một việc, chính nàng trải qua thất trọng tu la huyễn cảnh cũng cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Tiêu Phàm lại trực tiếp xuyên qua cửu trọng, đây không chỉ là vận khí, mà là thực lực cường đại. Hơn nữa, nàng luôn cảm giác đồ tốt nơi này dường như đều chuẩn bị vì Tiêu Phàm, chìa khóa cửa đá đen lúc trước, còn có nơi này, đều ở trong tay Tiêu Phàm. Ngọc Hy nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, Lưu Ly nói không phải không có lý, nếu Tiêu Phàm chết, lệnh bài tích điểm của bọn hắn cũng không lấy lại được. Đến lúc đó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đại sảnh, Tiêu Phàm tất nhiên không biết suy nghĩ của hai người bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy cảm ứng trong lòng càng ngày càng khắc sâu, tựa như một mẫu thân đang kêu gọi con của mình. Loại cảm giác này, hết sức kỳ lạ, khiến Tiêu Phàm buông bỏ tất cả sự đề phòng. Cái kêu gọi kia là đến từ trong hộp gấm sao? Hồi lâu, Tiêu Phàm dừng bước chân trước bàn đá, ánh mắt rơi vào trên hộp gấm đen. Con người Tiêu Phàm nhìn chăm chú trên hộp gấm đen, hai tay bất giác liền cầm cái hộp lên. Ba, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, hộp gấm đen tự nhiên liền mở ra, thần sắc hắn bỗng đề phòng tới cực điểm. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt bắn vào trong mi tâm Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đến hắn đều căn bản phản ứng không kịp. Tiêu Phàm bị dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ bừng. Ngay sau đó, vô tận chiến hồn thiêu đốt lên, bao trùm lấy thân thể Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng lập tức ngã xuống đất, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vô tận chiến hồn vậy mà sẽ chủ động đốt cháy mình, đây không phải là chiến hồn của bản thân hắn sao? Chỉ một thoáng, bên trong kinh mạch dường như có vô số con kiến đang gặm nuốt, quanh thân ngứa vô cùng. Nhưng mà bất luận như thế nào hắn đều bắt không được, loại cảm giác này vô cùng khó chịu, so với cái chết còn khiến người ta thống khổ hơn. Có điều, Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn là người đã chết vô số lần, ý chí kiên định tới cực điểm. Khoanh chân ngồi ở tại chỗ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong kinh mạch, khiến hắn rất ngạc nhiên là, trong kinh mạch lại có một loại lực lượng quỷ dị đang cải tạo huyết mạch hắn. Cùng lúc đó, hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng, lộ ra tia khát máu, một cỗ khí tức vô cùng hung lệ từ trên người hắn tản ra, như là một dã thú khát máu. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được có một cỗ lực lượng bá đạo đang tràn ngập ý thức hắn, tựa như muốn khống chế quyền và thân thể của hắn. Loại cảm giác này, Tiêu Phàm đã từng cảm nhận qua một lần, chính là lúc được Tu La Kiếm. Cỗ hung lệ chi khí của Tu La Kiếm cũng muốn khống chế hắn, có điều cuối cùng lại bị U Linh Chiến Hồn ép xuống. U Linh Chiến Hồn, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến nhiều thứ, vội vàng triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn, bao phủ tới mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tế bào trong thân thể. Trong chớp mắt, cảm giác nóng bỏng kia giảm đi không ít, vô tận chiến hồn đặc thù chính là hỏa diễm, mà U Linh Chiến Hồn lại là âm ám trúc tính, hai thuộc tính này triệt tiêu lẫn nhau. Lúc lâu sau, quanh thân Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, có điều loại cảm giác khát máu vẫn tồn tại. Nếu như ý chí Tiêu Phàm vẫn chỉ là trình độ trước đó, đoán chừng sớm đã bị phá tan, cũng may hiện tại ý chí hắn đã đạt tới chiến hoàng cảnh đỉnh phong.
thậm chí đạt tới cấp độ có thể trùng kích chiến đế cảnh. Có điều, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, cỗ ý thức kia như một cỗ hồng lưu cuồn cuộn vẫn đang không ngừng đánh thẳng vào. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thống khổ, trong cơ thể ầm ầm không dứt, như là một con man long đang thét gào. Ngay lúc đó, huyết dịch của hắn cảm giác hoàn toàn sôi trào lên, kinh mạch mở rộng đến mắt trần cũng có thể thấy rõ, hồn lực bên trong hồn hải xông thẳng vào trong kinh mạch. Huyết mạch thức tỉnh, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một từ, sắc mặt lộ ra vẻ khó coi. Hắn rất rõ, mỗi loại huyết mạch thức tỉnh đều sẽ cực kỳ nguy hiểm, tựa như chiến tộc huyết mạch của bàn tử, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không được phép quấy rầy. Long vũ băng tộc huyết mạch, phát ra hàn khí ngay cả bản thân tu sĩ đều gặp nạn, nếu như không có ngoại lực, muốn thức tỉnh cơ hồ không có khả năng. Tương tự, tu la huyết mạch cũng vậy, Tiêu Phàm vội vàng thi triển nhất tâm nhị dụng, tâm thần tìm kiếm trong tu la truyền thừa. Chỉ là khiến hắn thất vọng, dù là trong tu la truyền thừa cũng không có bao nhiêu ghi chép liên quan tới tu la huyết mạch. Chỉ có mấy chữ ít ỏi, tu la huyết mạch, không phải người có đại ý chí không thể truyền thừa. Người có đại ý chí, Tiêu Phàm sầm mặt lại, bản thân xem như là người có đại ý chí sao? Trong lòng hắn cũng không chắc, trong một đường tu luyện, hắn tự nhận là tới bây giờ chưa hề từ bỏ, bất luận là cái gì đều từng bước một đi qua. Nhưng mà, hắn cũng không biết như thế nào được gọi là người có đại ý chí. Mặc kệ người cái gì mà người có đại ý chí, lão tử còn muốn gặp tiểu ma nữ, ai cũng đừng hòng cản ta. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hồn lực cuồn cuộn từ trên người hắn phát ra. Một cỗ ý chí đáng sợ trong đầu xông thẳng ra bên ngoài. Tu la huyết mạch thì thế nào, không phải thức tỉnh trên thân người thôi à? Đã có người tiếp nhận, vậy Tiêu Phàm ta vì sao không nhận truyền thừa? Tiêu Phàm chính là không chịu thua, vốn dĩ hắn còn dự định điều động lực lượng bạch thạch, nhưng mà cuối cùng lại từ bỏ. Nếu như sự tình gì cũng dựa vào bạch thạch, nhỡ may gặp phải sự tình đến bạch thạch còn giải quyết không được thì sao? Người, chỉ có thực lực và ý chí bản thân cường đại, mới có thể chân chính không sợ tất cả. Giờ phút này, trong cơ thể Tiêu Phàm truyền ra tiếng sấm rền vang, sau lưng hắn, hiện lên một huyết sắc hư ảnh to lớn, nhìn kỹ, huyết sắc hư ảnh kia cùng dục huyết tu la mà trước đó Tiêu Phàm nhìn thấy ở cửu trọng tu la trong huyễn cảnh giống nhau như đúc. Chỉ là dục huyết tu la trong huyễn cảnh là thực thể, mà giờ phút này lại là hư ảnh tu la. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không sợ, đến thực thể còn không sợ, hư ảnh nho nhỏ này, bản thân vì sao lại phải e ngại nó? Nếu xuất hiện ở trong cơ thể ta, vậy để ta khống chế đi. Lúc đại ý chí của Tiêu Phàm trùng kích vào, vô tận chiến hồn chậm rãi thu liếm, Tiêu Phàm cũng lần nữa đoạt lại quyền chủ động, hắn tiếp tục thao túng vô tận chiến hồn nung khô kinh mạch và huyết mạch. Trong núi không có tia sáng mặt trời, tựa như đã qua ngàn năm, ngay tại thời khắc Tiêu Phàm thức tỉnh tu la huyết mạch, thế giới bên ngoài lại sớm đã không được bình tĩnh. Trong một rừng núi âm u, hai bóng đen nhanh chóng xuyên toa như quỷ mị, những nơi đi qua, lá cây không dính vào người. Sau một lát, hai người rốt cục dừng lại, dè chừng nhìn bốn phía, thấy khắp nơi không người, hai người cũng buông lỏng một hơi. Người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn quá hung tàn, vậy mà cố ý thiết lập ván cục, liên thủ chống đối người huyết lâu. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì chủ nhân của thanh âm chính là Ảnh Phong, một người khác chính là Phong Lang. Hai người bộ dáng vô cùng chật vật, tựa như vừa mới trải qua một trận chiến đấu gian khổ. Vẫn may huyết yêu nhiều phát hiện kịp thời, nên đã nhắc nhở chúng ta, không biết nàng có chạy được hay không. Phong Lang âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, huyết yêu nhiều đối với công tử có tình có nghĩa, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Nếu như huyết yêu nhiều rơi vào tay bọn hắn, ca ca của nàng huyết vô tuyệt cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Ảnh Phong nói. Ngừng một chút, lại tiếp tục nói, có điều, độc cô trường giật, nguyên thiên nhất của Diêm La Phủ, lại thêm hận thiên cùng mạch quy của La Sinh Môn cũng không phải ăn chay. Huyết vô tuyệt một đối một bọn hắn có lẽ không đáng lo ngại, nhưng nếu là lấy một chọi hai, vậy liền có chút phiền phức. Ngươi cũng đừng quên, thập đại sát thủ, còn có bốn người nữa. Phong Lang híp hai mắt nói. Ngọc Diện Vô Tình và Lưu Ly của Diêm La Phủ, cùng Bạch Chỉ và Lãng Thiên Nhai của La Sinh Môn.
Nói đến mấy cái tên này, Ảnh Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Chúng ta dưỡng thương thế cho khỏi trước đã, nếu như có thể tiến thêm một cấp, thực không còn gì tốt hơn. Trong mắt Phong Lang có một tia lạnh lẽo, còn có chút không phục. Hắn tại chiến vương cảnh, dù sao cũng là cao thủ số 1 số 2, nhưng mà hiện tại, lại bị người khác coi thường. Tất cả những thứ này, chỉ có thể đổ cho thực lực bản thân không đủ, nếu như tiến thêm một bước, trở thành hoàng phủ chiến hoàng, cho dù gặp phải thập đại sát thủ thì có gì phải sợ. Trong một sơn cốc u tĩnh, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, trên một gốc đại thụ trụi lủi treo một thân ảnh đẫm máu, trên người còn đang nhỏ xuống huyết dịch đỏ tươi, hết sức lạnh lẽo. Chiến vô cực, huyết vô tuyệt, ta biết các ngươi ở gần đây. Nếu không đi ra, ta không dám hứa huyết yêu nhiêu sẽ không chết. Một thanh âm lạnh lùng càn rỡ quanh quẩn trong sơn cốc. Dưới gốc cây kia điểm từng đống lửa trại, bốn phía tu sĩ đứng đầy, mà người mở miệng nói là một thanh niên áo bào trắng đứng chắp tay, một đôi mắt ưng sắc bén liếc nhìn tứ phương, người này chính là Diêm La Phủ thiên tài Độc Cô Trường Giật. Bên cạnh hắn còn mấy thân ảnh đang đứng. Diêm La Phủ Nguyên Thiên Nhất, hắn quấn trong áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng bệch, khóe miệng hiện lên một tia cười tà, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nhìn qua vô cùng tà dị, yêu mị. Cách bên tay phải hắn không xa là một thanh niên vác một chuôi kiếm sắt, cả người hắn tản ra một cỗ sát khí âm lãnh, cho người ta cảm giác là người lạ chớ tới gần. Người này tên là Hận Thiên, chính là sát thủ thiên tài Diêm La Phủ, cũng là một trong thập đại sát thủ. Một người khác, lại là Mạch Quy mặc một bộ áo bào đen, tóc dài xõa sau vai, cho người ta một cảm giác siêu nhiên. Nếu như không phải hắn đứng ở bên người Độc Cô Trường Giật, người bình thường đều sẽ xem nhẹ hắn. Người biết Mạch Quy, mới biết rõ hắn đáng sợ thế nào, bởi vì danh xưng của hắn chính là ma quỷ. Sau lưng bọn họ, còn có không ít người ẩn núp trong bóng tối, chỉ là ẩn rất tốt, nếu không dùng hồn lực dò xét, căn bản phát hiện không ra. Không dám tới sao, ta ở ngay nơi này chờ ngươi, đánh lén cũng được, quang minh chính đại cũng được, đợi thêm nửa canh giờ, không xuất hiện nữa, huyết yêu nhiêu sẽ phải chết. Con ngươi lạnh lẽo Độc Cô Trường Giật liếc nhìn bốn phía, muốn tìm thân ảnh chiến vô cực và huyết vô tuyệt, nhưng mà đối phương nếu như không xuất hiện, hắn cũng căn bản không phát hiện được. Trong một hẻm núi cách mấy trăm trượng, hai thân ảnh tiềm phục tại đây, nghe được lời Độc Cô Trường Giật, sát khí lặng lẽ tỏa ra. Xúc sinh Độc Cô Trường Giật, uổng cho hắn là một trong thập đại sát thủ, vậy mà làm ra sự tình bậc này, để hắn nổi danh, thực sự là một loại sỉ nhục. Chiến vô cực nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn xông lên. Sát thủ vốn chính là không từ thủ đoạn, Độc Cô Trường Giật người này ác hơn bất kỳ ai, nếu hắn đáp ứng vô thưởng phán quan muốn đầu của ai, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để làm được. Huyết vô tuyệt lắc đầu. Nếu như chiến vô cực không phải sư huynh hắn, hắn có một vạn biện pháp giết chết chiến vô cực, lâu chủ huyết lâu tương lai tranh đấu, cơ bản không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng mà, hắn biết nếu như dùng âm mưu giết chiến vô cực, hắn không chỉ phải chết, huyết gia cũng sẽ xóa tên hắn. Đương nhiên, hắn với chiến vô cực mặc dù là đối thủ, nhưng cũng là sư huynh đệ. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa giữa hai người đã vượt qua đối thủ. Huyết vô tuyệt không có khả năng dùng âm mưu ứng phó chiến vô cực. Chiến vô cực trầm mặc một hồi, không biết mở miệng thế nào, có điều hắn vẫn nuốt không nổi cục tức này. Sư huynh, sự tình ở đây giao cho ta. Huyết vô tuyệt vỗ vỗ vai chiến vô cực, sau đó lách mình biến mất tại chỗ, lặng yên không một tiếng động tiến gần về sơn cốc. Nguyên nhân việc này bắt nguồn từ ta sao có thể lùi bước. Chiến vô cực không sợ hãi, cũng chậm chậm chui vào sơn cốc. Nửa canh giờ rất nhanh liền trôi qua, thanh âm Độc Cô Trường Giật vang lên lần nữa, chiến vô cực, huyết vô tuyệt, các ngươi thật là vô tình, huyết yêu nhiêu tốt xấu gì cũng là muội muội của các ngươi đi. Có điều cũng đúng thôi, sát thủ thì nên vô tình, không từ thủ đoạn, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho sự vô tình của các ngươi. Vừa dứt lời, Độc Cô Trường Giật trong nháy mắt một đạo kiếm chỉ lao về không trung, tốc độ nhanh như sét. Trong nháy mắt liền đi tới trước người huyết yêu nhiêu. Cũng đúng lúc này, một đạo huyết quang chợt hiện, tốc độ không hề chậm hơn kiếm kia, cùng kiếm kia đụng vào cùng một chỗ, ngay sau đó, một đạo thân ảnh phóng về hướng huyết yêu nhiêu. Huyết vô tuyệt, người rốt cục đi ra rồi.
Độc Cô Trường giật cười ha ha một tiếng, lách mình ngăn phía trước thân ảnh, một chuôi thiết kiếm màu đen trong tay đứng giữa trời, kiếm khí cuồn cuộn, cười lạnh nói, chiến vô cực đâu, sao không dám đến. Ta vẫn chờ hắn dâng đầu lên đây. Độc Cô Trường giật, người thật đúng là vô sỉ. Huyết Vô Tuyệt khẽ cắn môi, nhưng lại không dám tự tiện động thủ. Nếu như hắn ra tay, Độc Cô Trường giật khẳng định sẽ giết Huyết Yêu Nhiêu trước, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn ra. Một khi xuất hiện, Độc Cô Trường giật cũng sẽ dùng Huyết Yêu Nhiêu để uy hiếp hắn. Vô sỉ, xem ra ngươi còn chưa giác ngộ về một sát thủ. Độc Cô Trường giật mặt coi thường, ánh mắt tà dị quét về phía sau Huyết Yêu Nhiêu, lại nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt nói, là ngươi tự sát, hay là để ta động thủ. Độc Cô Trường giật ngửa mặt lên trời cười to, ý tứ hắn rất rõ ràng, ngươi nếu không tự sát, ta liền giết Huyết Yêu Nhiêu. Đại ca, đi đi, bọn hắn không giết chết được ta. Huyết Yêu Nhiêu hét lớn, trong mắt nàng cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ có một chút không buông bỏ. Giết không chết ngươi, Độc Cô Trường giật khịt mũi coi thường, một bàn tay đánh vào trên mặt Huyết Yêu Nhiêu. Độc Cô Trường giật, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ta không chặt được tay ngươi, thề không làm người. Huyết Yêu Nhiêu phẫn nộ nói, khuôn mặt lạnh lẽo băng giá. Ba, lại một tiếng vang giòn, một tay khác của Độc Cô Trường giật đánh vào một bên mặt khác của Huyết Yêu Nhiêu. Trên khuôn mặt vốn trắng nõn, in hằn lên dấu hai bàn tay. Chặt tay ta, chỉ bằng ngươi. Trước giờ nghe nói Huyết Yêu Nhiêu ngươi trời sinh tính phóng đãng, hôm nay được gặp, ngược lại thật khiến ta thất vọng, bằng không ta còn thực sự muốn nếm thử tư vị phóng đãng của ngươi. Độc Cô Trường giật liếm liếm bờ môi. A, à, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Huyết Yêu Nhiêu con ngươi lạnh lẽo tới cực điểm, một cỗ khí thế như có như không từ trên người nàng nở rộ ra. Tiểu muội, đừng, cảm nhận được khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu, Huyết Vô Tuyệt lập tức kêu to. Ân, Độc Cô Trường giật lông mày nhíu lại, nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu tản mát ra khí tức như có như không, hắn lập tức lại cười lên, bị phong ấn tu vi, còn có thể phản kháng, ngược lại có chút thú vị, dạng này chơi sẽ có tình hơn nhiều. Huyết Vô Tuyệt, ngươi nên cảm thấy may mắn, Độc Cô Trường giật ta sẽ trở thành em rể ngươi, ngươi đã không nguyện ý tự sát, ta liền biểu diễn cho ngươi một chút. Nói xong câu đó, Độc Cô Trường giật đi về phía Huyết Yêu Nhiêu, trong mắt nồng đậm vẻ dâm tà. Nhìn thấy Độc Cô Trường giật đi về phía mình, con người Huyết Yêu Nhiêu lạnh lẽo lại cười lên, cười vô cùng buồn bã. Quả nhiên trời sinh tính phóng đãng, thấy ta muốn sủng hạnh ngươi, trong lòng rất vui vẻ đúng không? Độc Cô Trường giật cười gằn nói, thật sự là khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu quá yếu ớt, căn bản không để vào mắt hắn. Ta cười ngươi sắp chết mà không biết. Ngữ khí Huyết Yêu Nhiêu ngày càng lạnh, nhiệt độ bốn phía hạ thấp mấy độ. Giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng diễm lệ vô cùng, cùng Yêu Nhiêu yêu kiều lúc trước, hoàn toàn như là hai người. Đáng tiếc, ta vẫn không đợi được ngươi, lần trước như thế, lần này cũng vậy, có lẽ chúng ta thực sự là hữu duyên vô phận. Huyết Yêu Nhiêu buồn bã cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt nơi xa nói, ca ca, nếu như ta chết, đừng nói cho hắn biết. Tiểu muội, Huyết Vô Tuyệt biến sắc. Ong ong cũng đúng lúc này, từng đạo huyết sắc quang mang từ đỉnh đầu Huyết Yêu Nhiêu nở rộ ra, ngưng tụ thành từng đóa hoa như máu tươi, chói lọi, Yêu Nhiêu như đang phóng thích sinh mệnh sán lạn cùng phương hoa cuối cùng. Theo từng đóa hoa máu tươi nở rộ, một cỗ khí khắc nghiệt tràn ngập ra giữa thiên địa. Cả người Huyết Yêu Nhiêu tựa như một đóa mân côi nở rộ, Yêu Nhiêu, tiên diễm. Tại đỉnh đầu nàng, một đóa hoa tươi non ướt màu đỏ ngòm nở rộ, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Đế huyết hoa, con người Độc Cô Trường giật bỗng nhiên co rụt lại, không chút do dự chạy về phía sau. Hắn thân là thập đại sát thủ, kiến thức tự nhiên bất phàm, hắn biết rõ đế huyết hoa đáng sợ. Huyết Yêu Nhiêu giờ phút này đã là tu vi chiến hoàng đỉnh phong, lại thi triển ra đế huyết hoa, thực lực nàng tuyệt đối tới gần chiến đế cảnh, thậm chí vượt qua chiến đế cảnh. Dù là Độc Cô Trường giật hắn cao ngạo không ai bì nổi, cũng không cho rằng mình có thể là đối thủ của chiến đế cảnh Huyết Yêu Nhiêu. Giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu dùng hết tính mệnh đánh cược một lần, so với cường giả chiến đế tiền kỳ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Những người khác toàn bộ đều kinh sợ, bay về bốn phía, đế huyết hoa đáng sợ thế nào bọn hắn đều biết rõ. Người nắm giữ loại chiến hồn này, một khi phóng xuất ra chiến hồn,
vậy coi như là muốn liều mạng. Độc Cô Trường Giật có loại xúc động thổ huyết, hắn nào biết, huyết yêu nhiêu lại nắm giữ chiến hồn đế huyết hoa trong truyền thuyết, sớm biết rõ bản thân trước hết sẽ phế tu vi của nàng. Tay ngươi, mạng ngươi, ta đều muốn. Huyết yêu nhiêu nhàn nhạt phun ra một câu, tựa như trong nháy mắt tuyên phán cái chết cho Độc Cô Thiên Giật. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thực lực huyết yêu nhiêu tăng đến một cấp độ đáng sợ. Lần trước Tiêu Phàm cứu nàng, để cho đế huyết hoa chiến hồn của nàng biến dị đến cấp độ bát phẩm, bây giờ sử dụng lần nữa, trực tiếp đưa thực lực nàng đến cấp độ chiến đế cảnh. Huyết yêu nhiêu giờ phút này đáng sợ tới cực điểm, dù là Độc Cô Trường Giật cũng cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải huyết yêu nhiêu đang chờ Tiêu Phàm đến, huyết yêu nhiêu căn bản không cần đợi đến hiện tại mới xuất thủ, bởi vì sau khi nàng thi triển đế huyết hoa, nếu như không có đủ hồn lực bổ sung sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một lần biến dị, đều có thể cửu tử nhất sinh, trước khi chết, nàng chỉ muốn gặp Tiêu Phàm một lần mà thôi. Tương tự, nếu như không phải Độc Cô Trường Giật muốn dùng thân thể nàng để uy hiếp huyết vô tuyệt, nàng cũng tuyệt đối không chịu hồi ra đế huyết hoa. Trong lòng huyết yêu nhiêu, thân thể nàng chỉ có một người có thể chiếm được, những người khác, bất luận ai cũng không được. Trong phút chốc, Độc Cô Trường Giật cảm giác bị một độc xà tiếp cận. Hắn nào còn dám đứng quay lưng về phía huyết yêu nhiêu, bỗng nhiên quay người, đỉnh đầu hiện ra hư ảnh một chuôi trường kiếm to lớn. Trường kiếm rung động, toàn thân hiện lên bạch sắc, kiếm khí quanh thân lượn lờ, tựa như không thuộc cái không gian này, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Quả nhiên là cửu phẩm chiến hồn Trảm Thiên Kiếm. Nơi xa, huyết vô tuyệt mị mị hai mắt, huyết yêu nhiêu đã xuất thủ, hắn đành phải tùy huyết yêu nhiêu đánh cược một lần. Kinh hồng liệt không? Độc Cô Trường Giật liếc nhìn những người trên mặt đất kia, phát hiện không ít người đều phơi thây giữa rừng núi, mà Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy ba người kia lại không thấy tăm hơi, việc này khiến hắn có loại xúc động muốn chửi thề. Chống đối huyết lâu cũng không phải chủ ý của một mình hắn, mà là biện pháp bốn người bọn hắn đồng thời nghĩ ra, nhưng mà bây giờ lại để lại hắn một người gánh vác. Bất đắc dĩ, Độc Cô Trường Giật đành phải toàn lực xuất thủ. Đại thiết kiếm rộng lớn trong tay lăng không chém một cái, đối mặt huyết yêu nhiêu triệu hồi ra chiến hồn đế huyết hoa, hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Chỉ thấy một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua chân trời, xé rách hư không, xông thẳng đến huyết yêu nhiêu. Hoa khai hoa lạc. Huyết yêu nhiêu khẽ nói, huyết sắc quang mang yêu diễm bắn ra, trực tiếp xông phá kiếm mang của Độc Cô Trường Giật, hơn nữa tốc độ không mảy may thuyên giảm. Phốc, một đạo máu tươi nở rộ tại hư không, một tay Độc Cô Trường Giật bị vung lên cao khiến hắn tê tâm liệt phế, bàn tay kia sau đó lại bị vô số huyết sắc quang mang xuyên thủng, hóa thành một đống huyết vụ. Độc Cô Trường Giật đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mà sau khi biết huyết yêu nhiều đáng sợ, hắn cũng không dám lưu lại nơi đây, chân đạp thân pháp chiến kỹ quỷ dị bỏ chạy hướng về chân trời. Chiến hồn đế huyết hoa tuy mạnh, nhưng mà chỉ có thể kiên trì chốc lát. Chỉ cần tránh thoát trong thời gian nhất định, coi như huyết yêu nhiêu cũng không làm gì được hắn. Giờ phút này, Độc Cô Trường Giật phẫn nộ tới cực điểm, hắn hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi huyết yêu nhiêu, nào còn có tâm tư nghĩ đến chuyện bẩn thỉu kia. Tiểu muội, đi theo ta. Nhìn thấy Độc Cô Trường Giật chạy trốn, huyết vô tuyệt vội vàng kêu lên. Nếu như bây giờ rời đi, hắn nắm chắc có thể cứu chữa cho huyết yêu nhiêu. Nhưng mà... Huyết yêu nhiêu sát tâm lại nổi lên, Độc Cô Trường Giật muốn chiếm lấy thân thể nàng, khiến nàng hoàn toàn phẫn nộ. Ta muốn hắn chết. Huyết yêu nhiêu lưu lại câu, liền truy sát hướng Độc Cô Trường Giật chạy. Huyết vô tuyệt sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không chút do dự cùng đi lên. Độc Cô Trường Giật xúc động đến thổ huyết, mình chạy trốn, huyết yêu nhiêu vậy mà đuổi theo, đây là muốn không chết không thôi sao. Thế nhưng hắn lại không thể làm gì. Giờ phút này thực lực huyết yêu nhiêu tuyệt đối vượt qua chiến đế cảnh sơ kỳ. Vốn dĩ hắn còn chưa tin đế huyết hoa quỷ dị, nhưng hôm nay nhìn thấy, hắn tin, người nắm giữ chiến hồn này thực sự không phải người có thể đắc tội. Phốc phốc, vẫn may tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ bị từng đạo huyết sắc quang mang xuyên vào thân thể, bằng không, hắn chỉ có đợi chết. Đương nhiên, cũng là do khí thế trên người huyết yêu nhiêu đang yếu đi, đế huyết hoa nở rộ. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, căn bản không kiên trì được bao lâu. Huyết yêu nhiêu, dù ngươi chết, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu.
Độc Cô Trường giật cấp tốc chạy trốn, cảm nhận được khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu đang yếu đi, lập tức gầm hét lên. Tiểu muội, đi mau. Huyết Vô Tuyệt kêu to, khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu đang nhanh chóng chậm lại, qua mấy khắc nữa, liền sẽ rơi xuống dưới chiến đế cảnh, đến lúc đó tuyệt đối không phải đối thủ của Độc Cô Trường giật. Có điều, Huyết Yêu Nhiêu tựa như căn bản không nghe được lời Huyết Vô Tuyệt, nàng chỉ muốn giết Độc Cô Trường giật. Độc Cô Trường giật muốn khi dễ thân thể nàng, thì phải dùng tính mệnh để trả. Lúc sau, khí thế trên người Huyết Yêu Nhiêu trong nháy mắt tiêu tán, cả người lảo đảo một cái, hơi đứng không vững, rơi xuống về hư không. Tiểu muội, Huyết Vô Tuyệt lắc mình một cái, vội vàng ôm Huyết Yêu Nhiêu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ca ca, thật xin lỗi. Huyết Yêu Nhiêu khẽ cười một tiếng, liền rơi vào hôn mê. Huyết Yêu Nhiêu, người hiện tại đã không chịu nổi đúng không? Đã như vậy, hai huynh muội các ngươi liền đi chết đi. Độc Cô Trường giật quay lại, một kiếm đánh về Huyết Vô Tuyệt. Huyết Vô Tuyệt ôm Huyết Yêu Nhiêu, đâu còn là đối thủ của Độc Cô Trường giật. Nhìn thấy vết kiếm kia gào thét mà đến, hắn muốn né tránh cũng không kịp, đành phải nghiêng người, dùng lưng của mình để ngăn trở một kiếm kia, bảo hộ Huyết Yêu Nhiêu ở trong ngực. Độc Cô Trường giật cười lạnh không thôi, một kiếm của ta, sau lưng mà có thể đỡ nổi sao? Bang, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tia sáng màu vàng từ phía dưới xông ra, trong nháy mắt xông tới phá kiếm kia, đi tới trước người Độc Cô Trường giật. Độc Cô Trường giật vội vàng không kịp chuẩn bị, dùng kiếm ngăn ở phía trước, lại bị một cỗ lực lượng to lớn đánh bay. Huyết Vô Tuyệt người đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía sau. Chiến Vô Cực, thần sắc Độc Cô Trường giật cứng lại, hắn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt Chiến Vô Cực lại xuất thủ cứu Huyết Vô Tuyệt một mạng. Độc Cô Trường giật, nhận lấy cái chết, Chiến Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý đại thịnh, đánh giết về hướng Độc Cô Trường giật. Chiến Vô Cực cuồng bá vô biên, mang theo khí diễm nộ sát ngập trời. Độc Cô Trường giật thủ đoạn cực kỳ trơ trẽn, sát thủ giết người đánh lén cũng không đáng xấu hổ, ngược lại còn có thể gián tiếp chứng minh năng lực sát thủ. Dù là bị Độc Cô Trường giật ám sát mà chết, Chiến Vô Cực hắn cũng không có bất kỳ lời oán giận nào. Nhưng mà, dùng Huyết Yêu Nhiêu để uy hiếp Huyết Vô Tuyệt và hắn, điều này khiến Chiến Vô Cực vô cùng khó chịu. Theo tiếng thét của Chiến Vô Cực, chiến kích kim sắc đã đi tới bên người Độc Cô Trường giật, hồn lực kim sắc cuồn cuộn vờn quanh thân, giống như một chiến thần giáng thế. A, à, Độc Cô Trường giật mặt coi thường, chân đạp bộ pháp quỷ dị tránh thoát một kích bá đạo của Chiến Vô Cực, trong lúc lui ra phía sau, kiếm sắt trong tay vung ra một kiếm với một góc độ cực kỳ xảo trá. Oanh, chiến kích cùng kiếm mang kia đụng đâm vào cùng một chỗ, lưu quang bắn ra bốn phía, hư không dung chuyển không thôi. Chết đi. Huyết dịch Chiến Vô Cực đã sôi trào lên, hồn lực ngưng tụ thành khí diễm kim sắc. Thân làm sát thủ, không có mấy người có thể giống Chiến Vô Cực chính diện giao phong hung mãnh như vậy, đây cũng là một trường hợp đặc biệt của giới sát thủ. Như Huyết Vô Tuyệt nói, Chiến Vô Cực căn bản không thích hợp làm sát thủ, hắn làm người quá mức cuồng ngạo, hơn nữa cách đối nhân xử thế không đủ khéo đưa đẩy, đầu chỉ có toàn cơ bắp. Nhìn thấy Chiến Vô Cực đánh tới, Độc Cô Trường giật cấp tốc thối lui, không ngừng tránh đi công kích của Chiến Vô Cực, ngẫu nhiên thừa dịp Chiến Vô Cực không sẵn sàng liền đánh lén một cái. Hai người một lui một tiến, chiến đến cả trời u ám, Huyết Vô Tuyệt ôm Huyết Yêu Nhiêu chờ tại chỗ, quanh thân chất đầy hồn thạch. Hồn thạch không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể Huyết Yêu Nhiêu. Sư huynh cẩn thận, đột nhiên, Huyết Vô Tuyệt kêu to, ngay lúc đó, sát ý nở rộ ra, đưa tay xuất một kiếm đâm về phía sau. Bang, thanh âm đao kiếm va chạm vang lên vô cùng chói tai, hư không hỏa tinh loạn xạ, một đạo hắc ảnh cấp tốc rút lui quay về. Nguyên Thiên Nhất, Huyết Vô Tuyệt sắc mặt ngưng tụ, một tay ôm Huyết Yêu Nhiêu, để phòng nhìn một nam tử hắc bào phía đối diện. Trong hắc bào kia chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu trắng, cùng một hàm răng trắng như tuyết. Người này không phải ai khác, chính là một trong tứ đại thiên vương sát thủ của Diêm La Phủ Nguyên Thiên Nhất, khí tức trên người hắn lạnh lẽo, khiến người ta phát lạnh. Đối thủ của ngươi là ta. Nguyên Thiên Nhất nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết cong như vầng trăng. Phốc, cơ hồ cùng lúc, phía trên không trung, đột nhiên hai đạo kiếm khí màu đen từ phía dưới xông ra, nhanh như tia chớp phóng tới Chiến Vô Cực, đây cũng là lý do Huyết Vô Tuyệt nhắc nhở Chiến Vô Cực.
Huyết Vô Tuyệt mặc dù chăm sóc Huyết Yêu Nhiêu, nhưng hắn luôn âm thầm quan sát tứ phương, không nghĩ tới ba người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn đã đi mà lại quay lại. Nguyên Thiên Nhất đang đánh lén hắn, mà hai người Hận Thiên cùng Mạch Quy lại khóa chặt Chiến Vô Cực, thực lực mấy người vốn ở cùng một cấp độ, bây giờ đánh lén, Chiến Vô Cực làm sao có thể ngăn cản được. Phốc phốc, hai đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, mặc dù Chiến Vô Cực phản ứng cực nhanh, cấp tốc nhanh chóng thối lui về phía sau, nhưng vẫn bị hai đạo kiếm sắc xuyên thủng thân thể, máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, quanh thân Chiến Vô Cực xuất hiện thêm hai thân ảnh, ngoài Độc Cô Trường giật ra, Hận Thiên cùng Mạch Quy của La Sinh Môn cũng xuất hiện ở không trung, vây hắn vào giữa. Ha ha, Chiến Vô Cực, hôm nay người có cánh cũng khó thoát. Độc Cô Trường giật nhìn thấy ba người đi mà quay lại, lập tức ngửa mặt lên trời cười như điên. Mặc dù chính diện không phải đối thủ Chiến Vô Cực, nhưng chỉ cần một người ngăn chặn Chiến Vô Cực, hai người khác đánh lén, sớm muộn sẽ giết chết Chiến Vô Cực. Sư huynh, đi mau. Nơi xa, Huyết Vô Tuyệt kêu to, một mình hắn đối chiến Nguyên Thiên Nhất ngược lại không có vấn đề gì, nhưng mà hắn còn bảo hộ Huyết Yêu Nhiêu, căn bản không xuất thủ trợ giúp được. Dây dưa tiếp, chẳng những Huyết Yêu Nhiêu phải chết, hai người bọn hắn cũng phải chết. Sư đệ, người đi trước đi. Hồn lực kim sắc toàn thân Chiến Vô Cực nở rộ như là kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, chiến ý đại thịnh, căn bản không có ý rút đi. Dù là đối mặt tam đại cao thủ cùng cấp, hắn cũng không lùi một bước. Vừa dứt lời, Chiến Vô Cực cầm hoàng kim chiến kích trong tay giết ra, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của Hận Thiên, bắn nhanh về hướng Huyết Vô Tuyệt. Nguyên Thiên Nhất đang cầm chân Huyết Vô Tuyệt thấy thế liền đạp chân xuống, nhẹ như yến bắn nhanh ra. Sư huynh, Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy Chiến Vô Cực đến, trong lòng vui vẻ, chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về Độc Cô Trường giật ba người phía không trung, con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo tới cực điểm, thậm chí lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Đi, không đợi Huyết Vô Tuyệt nói gì, Chiến Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim chiến kích hoành không, kim sắc quang mang mấy chục trượng bảo hộ ở sau lưng Huyết Vô Tuyệt, mà đối diện, đứng đấy lại là Tân Tứ Đại Thiên Vương sát thủ. Đi mau, Chiến Vô Cực nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt thở ơ, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân giống to lên. Mặc dù hắn đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin, nhưng mà đối mặt bốn người Độc Cô Trường giật cùng cấp, cũng không có nắm chắc bất kỳ cái gì. Những người này, là người nổi bật của tổ chức tam đại sát thủ, quét ngang thế hệ trẻ tuổi đều không có mấy địch thủ. Huyết Vô Tuyệt sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt huyết sắc che kín, mái tóc màu đỏ ngòm có chút lộn xộn, nhìn chăm chú bốn người đối diện nói, Độc Cô Trường giật, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên, Mạch Quy, thù này, Huyết Vô Tuyệt ta nhớ kỹ. Lưu lại một câu, Huyết Vô Tuyệt dứt khoát quay người rời đi. Hắn biết rõ hậu quả của việc lưu lại. Hắn không thể để cho Huyết Yêu Nhiêu chết, lưu lại chỗ này, không chỉ hắn cùng Huyết Yêu Nhiêu phải chết, thậm chí còn có thể liên lụy tới Chiến Vô Cực. Chiến Vô Cực nếu muốn đi, bốn người này chưa chắc có thể ngăn được hắn. Chỉ là Huyết Vô Tuyệt tính sót là, Chiến Vô Cực căn bản không có dự định rời đi. Chạy đi đâu, Nguyên Thiên Nhất hét giận dữ một tiếng, lách mình đánh về Huyết Vô Tuyệt. Cút, Chiến Vô Cực gào thét một tiếng, hoàng kim chiến kích quét ngang ra. Thân thể Nguyên Thiên Nhất cấp tốc lui lại, không dám chính diện giao phong. Thoáng cái, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu đã không thấy tăm hơi. Tứ Đại Thiên Vương sát thủ con ngươi lạnh lẽo rơi vào trên người Chiến Vô Cực, bốn người nhìn nhau, sau đó đồng thời chuyển động, thẳng hướng Chiến Vô Cực. Chiến bào quanh thân Chiến Vô Cực bay bay, đối mặt bốn người, vẫn không có bất kỳ e ngại nào. Nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt rời đi, lo lắng trong lòng hắn cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại vô tận sát ý. Long ngâm chiến thiên, hoàng kim chiến kích lăng không vung lên, một đạo kim sắc quang mang tung hoành hư không, nghiễm nhiên chính là một cự long hoàng kim, miệng lớn mở ra dữ tợn, nuốt về hướng bốn người. Giết, bốn người Độc Cô Trường giật cũng đồng thời gầm thét, thẳng hướng Chiến Vô Cực, chiến kỹ quang mang bốn lộng lẫy bao phủ hư không, từng đạo hồn lực đáng sợ ba động quét sạch tứ phương trời đất, khiến người ta tê cả da đầu. Âm thầm có không ít tu sĩ thấy cảnh này, tất cả đều rụt rụt cổ, chiến đấu tầng này, đối bọn hắn mà nói, chỉ có thể ngưỡng mộ, hoàn toàn không cùng một cấp độ với bọn hắn. Chiến Vô Cực thật là hung mãnh, vậy mà lấy một địch bốn. Nếu là bốn chiến hoàng cảnh đỉnh phong bình thường, hắn có thể chiến một trận, thậm chí có thể chém giết,
nhưng đối mặt hắn thế nhưng cùng là thiên tài thập đại sát thủ tuyệt thế như hắn. Giờ phút này không chạy, một lúc nữa sẽ chạy không được. Chiến vô cực thực lực tuy mạnh, nhưng không am hiểu cách làm sát thủ. Sát thủ, điều đầu tiên là làm thế nào sống sót, không phải liều mạng. Chúng ta vẫn là che giấu tốt, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn cùng nhau chống đối Huyết Lâu, lưu ở chỗ này rất có thể bị phát hiện. Tu sĩ âm thầm kinh hãi nhìn không trung, nơi đó sát phạt quang mang bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ cái gì. Không ít tu sĩ Huyết Lâu thấy thế, càng cố rời đi. Bọn hắn không biết là, trốn, căn bản trốn không được, bởi vì đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Một tiếng nổ lớn từ trên cao truyền đến, chỉ thấy bốn người nhanh chóng lui lại, hồn lực nổ tung kia từ từ biến mất, lộ ra một người trên không trung máu me đầm đìa. Trừ Chiến Vô Cực ra còn có thể là ai, Chiến Vô Cực giờ phút này chiến bào đã rách toác hết cả, đầu tóc rối bời, khóe miệng còn đang trào máu tươi. Nhưng mà hắn vẫn không hề có ý định chạy trốn, lạnh lùng nhìn bốn người đối diện, chiến ý càng ngày càng nồng đậm. Ha ha, Chiến Vô Cực, xem ra ngươi cũng chỉ như vậy, ta đã đồng ý với Tam trưởng lão phải lấy được thủ cấp của ngươi, nói lời phải giữ lời. Độc Cô Trường giật càn rỡ cười lớn, không quên đả kích Chiến Vô Cực, tay cầm kiếm khẽ run run. Vừa rồi giao phong chính diện với Chiến Vô Cực, hắn bị một lực lượng phản lại khiến cho bị thương. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bàn tay trái của hắn trước đây từng bị Huyết Yêu Nhiêu chặt đứt, khiến thực lực của hắn giảm đi nhiều. Ba người khác đứng cách đó không xa, sắc mặt lại vô cùng trầm trọng, vừa rồi bốn người giao phong chính diện với Chiến Vô Cực vậy mà vẫn đỡ được. Nếu là đổi lại là bọn họ, chưa chắc có thể làm được như vậy. Mặc dù Chiến Vô Cực bị thương nặng, nhưng bọn họ đều ít nhiều cũng bị thương nhẹ. Luận về chính diện giao phong, trong thập đại thiên tài sát thủ, Chiến Vô Cực tuyệt đối xứng đáng là đệ nhất nhân. Đáng tiếc, sát phương thí luyện cũng không phải là khảo nghiệm năng lực chiến đấu của một người, mà là năng lực giết người, mà về năng lực giết người, bọn họ ai cũng không hề yếu hơn so với Chiến Vô Cực. Độc Cô Trường giật, Chiến Vô Cực phẫn nộ gào thét, cả người đột nhiên hóa thành kim sắc thiểm điện bắn về phía Độc Cô Trường giật, hoàng kim chiến kích chớp mắt liền đi bay tới trước người Độc Cô Trường giật. Một màn bất thình lình này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, tốc độ của Chiến Vô Cực quá nhanh, nhanh đến mức khiến bọn họ không kịp phản ứng. Phập, Độc Cô Trường giật phản ứng cũng không chậm, nhưng vẫn bị kim sắc thiểm điện quét trúng, cánh tay trái bị chém đứt, máu tươi bay tán loạn. A tiếng kêu thảm thiết của Độc Cô Trường giật truyền ra, vang vọng trong không trung, vội vàng lui lại phía sau mấy chục trượng, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chiến Vô Cực, giận dữ hét, tại sao lại là ta? Độc Cô Trường giật trong lòng sớm đã đem tổ tông 18 đời của Chiến Vô Cực ân cần thăm hỏi thăm 100 lần, cũng không phải một mình ta muốn giết ngươi, ba người bọn họ cũng tham dự, vì sao ngươi chỉ nhằm vào ta? Bởi vì ngươi kêu la khoa trương nhất, ta ghét nhất người nói quá nhiều. Chiến Vô Cực nhe răng cười một tiếng, căn bản không cho Độc Cô Trường giật cơ hội, lại lần nữa chém ra. Đồ điên, ta muốn giết chết ngươi. Độc Cô Trường giật gào thét. Thiết kiếm trong tay tung bay, từng đạo kiếm khí xé rách không khí, hắn cũng triệt để phẫn nộ, trước đó bị Huyết Yêu Nhiêu chặt đứt bàn tay, bây giờ lại bị Chiến Vô Cực chặt đứt cánh tay. Lúc vào Đọa Lạc Cốc, hắn đã thề nhất định phải lấy đầu Chiến Vô Cực, hiện tại còn chưa lấy được đầu Chiến Vô Cực, bản thân lại mất một cánh tay, hắn sao có thể bình tĩnh được. Hai người càng đánh càng điên cuồng, Độc Cô Trường giật giống như là quên mất cơn đau khi bị mất một cánh tay. Cả người càng đánh càng hung mãnh. Đến đây, Chiến Vô Cực tùy tiện cười lớn, hắn thích loại chiến đấu như vậy, càng kịch liệt càng tốt. Ngay tại lúc đó, đỉnh đầu hắn hiện lên một con sư tử to lớn, chính là cửu phẩm chiến hồn Lôi Ngục Thiên Sư, khí tức bá đạo tràn ngập trong không khí ẩn chứa sự hủy diệt. Ba người nguyên thiên nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy đứng ở đằng xa thản nhiên nhìn, giống như không có ý định nhúng tay vào, điều này khiến Độc Cô Trường giật vô cùng phẫn nộ. Các ngươi còn không xuất thủ, một tiếng gầm thét của Độc Cô Trường giật vang lên, keng một tiếng, kiếm sắt trong tay va chạm với hoàng kim chiến giáp của Chiến Vô Cực. Phía sau hắn, cũng hiện lên hư ảnh một chuôi hắc sắc đại thiết kiếm, hư ảnh mơ mơ hồ hồ, khiến cho người ta cảm thấy có chút không chân thực. Chiến Vô Cực đã phát cuồng, thực lực cũng không phải đáng sợ bình thường, Độc Cô Trường giật không dám khinh thường, lập tức cũng xuất ra toàn lực, bất quá,
Độc Cô Trường Giật am hiểu nhất lại không phải chiến đấu chính diện, mà là ám sát. Ba người Nguyên Thiên Nhất nhìn nhau, cuối cùng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở bên người Chiến Vô Cực. Chiến Vô Cực sầm mặt lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ hai bên trái phải cùng sau lưng đánh tới, phía trước đang phải chống lại Độc Cô Trường Giật, một khi buông ra, kiếm sắt kia sẽ mạnh mẽ chém xuống, cũng bằng với cái chết. Trốn, càng không có khả năng có thể trốn được, dù sao ba người Nguyên Thiên Nhất am hiểu nhất chính là sát phạt, mỗi một góc đều bị phong kín, căn bản không có đường để trốn. Chết đi, Độc Cô Trường Giật nghiến răng nghiến lợi, một tay cầm kiếm, toàn bộ thân thể ép xuống, bước Chiến Vô Cực từng bước một lui lại. Chiến Vô Cực bị buộc lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt quét sang hai bên trái phải, lại là phát hiện Hận Thiên của La Sinh Môn cùng Mạch Quy cầm kiếm đâm tới, cách hắn chỉ còn có ba trượng. Khoảng cách ba trượng này, đối với Chiến Hoàng mà nói, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Nguyên Thiên Nhất ở phía sau tốc độ càng nhanh hơn, cách hắn chỉ còn hơn một trượng. Nghĩ vậy, Chiến Vô Cực trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân thể đột nhiên nhanh chóng lui về hậu phương. Phập, một tiếng vang truyền ra, chỉ thấy một thanh huyết sắc trường kiếm từ ngực Chiến Vô Cực đâm ra, cùng lúc đó, Chiến Vô Cực thu hồi hoàng kim chiến kích, thân thể khẽ nghiêng về phía trước. Phập, huyết sắc trường kiếm lần nữa đâm xuyên qua ngực Độc Cô Trường Giật, kiếm sắt trong tay Độc Cô Trường Giật bị một tay Chiến Vô Cực nắm chặt. Chiến Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng, giữa hàm răng chảy trào ra máu tươi. Độc Cô Trường Giật kinh khủng nhìn thanh huyết kiếm trên ngực, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, huyết kiếm kia trực tiếp xuyên thủng hồn hải của hắn, lạnh thấu tim. Lạnh, Độc Cô Trường Giật chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí điên cuồng bốc lên, loại lạnh này là đến từ sâu trong linh hồn, cũng không uy hiếp gì đến tính mạng. Mà Chiến Vô Cực ở đối diện lại cười, cười có chút thê lương, khiến cho người ta nhìn đến rùng mình. Đồng quy vô tận. Đám người trong bóng tối hít vào một ngụm khí lạnh. Ba người Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy cũng không nghĩ đến kết cục lại như vậy, Chiến Vô Cực biết rõ sẽ phải chết, vậy liền kéo Độc Cô Trường Giật đi cùng. Mà người giết chết hai người bọn họ, lại là Nguyên Thiên Nhất, đây không thể nghi ngờ là một sự châm chọc rất lớn. Phải biết, Nguyên Thiên Nhất cũng là thiên tài sát thủ của Diêm La Phủ, vậy mà lại giết chết Độc Cô Trường Giật ở chỗ này. Hận Thiên cùng Mạch Quy hai người thấy thế, vội vàng rút trường kiếm lại, xoay người giữa không trung, lao về phía sau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cách đó mấy chục trượng. Ba thân ảnh đứng ở đằng xa, Nguyên Thiên Nhất cầm trong tay một thanh trường kiếm đâm xuyên từ sau lưng Chiến Vô Cực, lại lần nữa xuyên qua ngực Độc Cô Trường Giật, một màn này dường như trở thành vĩnh hằng. Thời gian cũng giống như dừng lại tại thời khắc này, bốn phía im lặng, cây kim rơi xuống đất cũng nghe được thấy tiếng. Dường như nhiệt độ lại hạ thấp hơn mấy chục độ. Bầu trời u ám khiến cho người ta một loại áp lực to lớn, khiến cho hô hấp đều có chút dồn dập hơn. Phập, đột nhiên một việc khiến cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo là, Nguyên Thiên Nhất lại giống như là một việc không có chút ý nghĩa nào cả là rút trường kiếm ra, hô một kiếm, cắt lấy đầu Chiến Vô Cực. Nhìn thi thể Độc Cô Trường Giật đang rơi xuống trong không khí, Nguyên Thiên Nhất thản nhiên nói, việc ngươi làm không được. Ta đã thay ngươi làm xong. Nói đến đây, Nguyên Thiên Nhất khẽ nhếch mép, giống như giết chết Độc Cô Trường Giật, cũng nằm trong kế hoạch của hắn vậy. Vốn dĩ hắn định chém Độc Cô Trường Giật thêm một kiếm, nhưng cuối cùng cũng không xuất thủ, dù sao có rất nhiều người đang ẩn nấp ở xung quanh nhìn chằm chằm. Sư huynh, ở bên trong một cánh rừng âm u, Huyết Vô Tuyệt hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa nhịn không được xuất thủ. Nhìn Huyết Yêu Nhiêu ở trong ngực, Huyết Vô Tuyệt cuối cùng khẽ cắn môi, nhanh chóng biến mất trong rừng. Chiến Vô Cực chết, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ chết ở chỗ này. Độc Cô Trường Giật chết, hắn cũng không ngờ tới mình sẽ chết trong tay Nguyên Thiên Nhất. Sự thật chính là quỷ dị như vậy, hơn nữa còn thực sự xảy ra, ngay cả Mạch Quy cùng Hận Thiên cũng không ngờ Nguyên Thiên Nhất lại tàn nhẫn như vậy. Bọn họ không tin là lúc Nguyên Thiên Nhất đâm xuyên hồn hải Chiến Vô Cực thì không dừng lại được. Chỉ có thể nói là hắn căn bản không muốn dừng tay mà thôi. Nhưng hai người nghĩ lại cũng cảm thấy đương nhiên là như vậy, Độc Cô Trường Giật chính là đệ nhất sát thủ trẻ tuổi của Diêm La Phủ, vẫn luôn đè đầu Nguyên Thiên Nhất, bây giờ Độc Cô Trường Giật chết, Nguyên Thiên Nhất há không phải trở thành đệ nhất sao? Chỉ còn lại một người là Huyết Vô Tuyệt, chúng ta liên thủ giết hắn, hai người các ngươi thấy thế nào?
Nguyên Thiên Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hận Thiên cùng Mạch Quy nói. Gương mặt bị áo bào màu đen che phủ không nhìn thấy rõ, chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu trắng, cùng một hàm răng trắng. Bây giờ đuổi theo chắc có thể tìm được hắn. Hận Thiên thản nhiên nói, mặc dù thấy được sự tàn nhẫn của Nguyên Thiên Nhất, nhưng hắn cũng chẳng có chút e ngại nào. Chỉ cần về sau chú ý một chút, cẩn thận hơn là được. Ta không thành vấn đề. Mạch Quy nhún nhún vai, lơ đễnh nói. Liếc nhìn cánh rừng chôn cất thi thể của Độc Cô Trường Giật cùng Chiến Vô Cực, ba người lại nhìn bốn phía, Nguyên Thiên Nhất nói, bên này có không ít điểm tích lũy, không nên lãng phí, hướng này thuộc về ta. Để lại một câu nói, Nguyên Thiên Nhất nhanh chóng bay về hướng đó, trong mắt hắn, đám người đang âm thầm quan sát cũng chỉ là điểm tích lũy mà thôi. Cho dù là Diêm La Phủ, hay là La Sinh Môn, hay là Huyết Lâu Sát Thủ, trong mắt hắn cũng chỉ là điểm tích lũy. Thậm chí ngay cả Độc Cô Trường Giật cũng chỉ là như vậy, đây cũng là nguyên nhân hắn mặc kệ tất cả giết chết Độc Cô Trường Giật. Cái chết của Chiến Vô Cực cùng Độc Cô Trường Giật, giúp bọn họ bớt đi hai đối thủ mạnh mẽ. Bên này của ta, bên kia là của ta. Hận Thiên cùng Mạch Quy hai người cũng nhanh chóng lao đi, hồn lực của bọn họ quét qua, mấy chục người hiện lên trong tầm mắt. Người bọn họ muốn giết không mấy người có thể chạy thoát. Không bao lâu. Trong rừng truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba người Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy đại khai sát giới. Cũng vào lúc đó, trong đại sảnh trong lòng núi Hắc Sắc Thạch Sơn. Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân bao phủ huyết quang, giống như huyết hải đang cuộn trào mãnh liệt, quét sạch toàn bộ đại điện, trên đỉnh đầu hắn có một hư ảnh to lớn đang bay quanh, chính là một dục huyết tu la. Trong đầu Tiêu Phàm, vô số bức họa cùng tin tức tràn vào. Đầu Tiêu Phàm cảm giác như muốn nổ tung. Khí thế quanh người hắn càng ngày càng thịnh, trong thân thể phát lên tiếng ầm ầm không dứt. Bên trong kinh mạch và hồn hải, vô tận chiến hồn mãnh liệt, sát lục ý chí đáng sợ kia từ từ bị hắn luyện hóa hết, Tiêu Phàm cũng triệt để khống chế được sức mạnh huyết mạch. Sức mạnh của tu la huyết mạch thật cường đại. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, hai cỗ hung lệ huyết quang từ trong mắt hắn bắn ra. Giờ khắc này, Tiêu Phàm giống hệt tu la chuyển thế, khí thế vô cùng kinh người. Phần phật, đột nhiên, một đôi cánh huyết sắc từ sau lưng hắn mọc ra, dài đến 3-4 trượng, giống như hai thanh thiên đao, vô cùng đáng sợ. Đôi cánh này lại là tồn tại như thực thể, nếu như để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Đây chính là tu la thần dực sao? Tiêu Phàm nhìn thấy đôi cánh huyết sắc phía sau, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Thức tỉnh tu la huyết mạch, khiến hắn hiểu rõ rất nhiều điều. Đôi cánh huyết sắc sau lưng hắn, chính là một loại bí kỹ của tu la huyết mạch, tu la thần dực. Nghe đồn, tu la thần dực lúc đạt tới đỉnh phong có tốc độ nhanh nhất thế gian, một khi sử dụng tu la thần dực rất ít người có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, giờ phút này cho dù là chiến đế sơ kỳ bình thường, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết. Tuyệt đối sẽ không vất vả như lúc đối chiến với La Phong. Hơn nữa đến chiến đế trung kỳ, hắn cũng có thể đấu một trận, thậm chí, nếu như thi triển toàn bộ con át chủ bài của hắn mà nói, cho dù là chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng dám đánh cược một lần, đây chính là thực lực hiện tại của hắn. Đáng tiếc, tu la huyết mạch còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, tu la huyết mạch nếu thức tỉnh hoàn toàn, không chỉ có thể tu luyện tu la thần dực, còn có thể tu luyện cả tu la thần nhãn. Tu la thần thể trong truyền thuyết. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ, lần này bản thân có thể ngẫu nhiên thức tỉnh tu la huyết mạch đã là cơ hội cực kỳ hiếm hoi, lại còn có yêu cầu hơn nữa vậy chính là tham lam. Khẽ thay đổi ý nghĩ một chút, đôi cánh huyết sắc bỗng biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cảm thụ sự biến hóa của bản thân. Tiêu Phàm phát hiện bản thân mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc chưa thức tỉnh tu la huyết mạch. Điều khiến hắn vui vẻ nhất là vô tận chiến hồn có vẻ như mạnh hơn so với trước kia, hơn nữa sau khi tu la huyết mạch thức tỉnh, vô tận chiến hồn sinh ra một loại liên hệ mật thiết với mình. Trước kia hắn chỉ là có thể điều khiển vô tận chiến hồn, nhưng là hiện tại, hắn lại cảm giác được vô tận chiến hồn giống như là một bộ phận trên thân thể hắn vậy. Bây giờ ta lúc nào cũng có thể đột phá chiến đế cảnh. Nhưng mà vô tận chiến quyết bát trọng vẫn chưa có tung tích. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã lĩnh ngộ tu la ý chí, chiến đế cảnh đã thấy ở xa xa,
nhưng mà công pháp bình thường, căn bản là không thể nào ngưng tụ được hồn lực như vậy. Bên trong tu la truyền thừa, bát phẩm công pháp cũng không ít, nhưng là không có mấy thứ lọt vào mắt xanh của hắn. Chiến hoàng cảnh đột phá thành chiến đế cảnh, không chỉ đơn giản là có bao nhiêu hồn lực là có thể đột phá. Mặc kệ đi, trước đi ra ngoài rồi hãy nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển về phía cái hộp gấm màu đen. Cái này hẳn là đồ tốt, lại có thể phong ấn đồ vật đã kích hoạt tu la huyết mạch. Tiêu Phàm đi đến trước bàn, cầm lấy hộp gấm màu đen. Mở ra xem, trong nháy mắt ánh mắt của Tiêu Phàm bị hấp dẫn, chỉ thấy trong hộp gấm màu đen, lại còn có một tờ giấy ố vàng, không biết đã đi qua bao nhiêu năm tháng. Đoán chừng hẳn đã tồn tại hơn ngàn năm, hẳn là lưu lại từ lần tu la điện bị hủy diệt. Người thừa kế tu la điện, cần phải cẩn thận hai điện khác. Tiêu Phàm lẩm bẩm, chữ viết trên tờ giấy mặc dù không rõ, nhưng vẫn miễn cưỡng đọc được. Tiêu Phàm không ngờ tới, đây là sự nhắc nhở đối với hắn, không khỏi cau mày một cái, chậm chạp nói cẩn thận hai điện khác. Trước kia có vẻ như có tam đại chí cao thần điện, trừ tu la điện ra, hai điện còn lại chính là truyền thừa điện cùng chiến thần điện, chẳng lẽ tu la điện có thủ với hai điện này? Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, chiến thần điện cùng truyền thừa điện này mặc dù hắn đến hiện tại còn chưa nghe nói qua, nhưng hắn biết rõ, nếu như hai điện này vẫn còn tồn tại mà nói, khẳng định là ở tại Thánh Thành, thậm chí là ở Thần Thành trong truyền thuyết. Hắn bây giờ đến Thánh Thành còn chưa đi qua, đừng nói cái gì mà Thần Thành chưa hẳn còn tồn tại. Khó trách lão đầu ở luyện tâm tháp kia nói với mình, nếu như ở Thần Thành, nếu có người biết rõ mình được tu la truyền thừa, sớm đã bị xé xác, có lẽ tu la điện bị hủy diệt có liên quan đến hai điện khác. Tiêu Phàm khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sau đó hắn vừa muốn nói, như vậy há không phải tu la thần dực cũng không thể tùy tiện bại lộ sao? Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng nặng nề, nếu như thực sự là như vậy, một khi bản thân phải thi triển tu la thần dực, nhất định phải toàn lực giết chết đối phương. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hộp gấm cùng tờ giấy kia, Tiêu Phàm hít sâu một cái hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Phàm mang theo Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình rời khỏi Hắc Sắc Thạch Sơn, đứng đằng trước Hắc Sắc Thạch Sơn. Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly đứng sau lưng Tiêu Phàm cách đó không xa, hai người biết rõ, Tiêu Phàm chắc chắn tìm được bảo vật ở bên trong, về phần là cái gì, hai người không dám hỏi nhiều. Với năng lực hiện nay của ta không có cách nào di chuyển được điện tu la truyền thừa, trước hết cứ để ở chỗ này. Tiêu Phàm khẽ nói trong lòng. Hắc Sắc Thạch Sơn cũng không phải là núi bình thường, mà là tu la truyền thừa điện, nguyên bản thuộc về tu la điện, cũng khó trách Ngọc Diện vô tình không công phá được. Đừng nói chiến hoàng cảnh, cho dù chiến đế cảnh, cũng tuyệt đối không làm gì được tu la truyền thừa điện. Không biết là trùng hợp, hay là đã sớm có duyên số. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chân trời, đọa lạc chi cốc này, vốn chỉ là một phần của tu la điện. Chỉ là sau khi tu la điện bị hủy diệt, bị người dùng thủ đoạn phong ấn tại một chỗ, ném tới nơi này, cũng giống như bí cảnh tiểu không gian tu la kiếm vậy. Nhưng mà đọa lạc cốc rõ ràng không bằng bí cảnh tiểu không gian, ở đây âm u đầy tử khí hơn hẳn. Nếu như không phải ngẫu nhiên bị tam đại tổ chức sát thủ phát hiện, Tiêu Phàm căn bản sẽ không đến nơi này, càng không có khả năng thức tỉnh tu la huyết mạch. Đương nhiên, cho dù hắn không tham gia sát phương thí luyện, thậm chí không có được tu la kiếm thì cũng không có khả năng khiến tu la huyết mạch thức tỉnh. Tiêu Phàm không tin vào ý trời, cái gì mà ông trời sắp đặt đều là giả, mệnh ta do ta không phải do trời, chưa nói tới có thể thay đổi bất cứ lúc nào, ai có thể sắp đặt chứ. So sánh với việc này, hắn càng tin tưởng hai loại khả năng thứ nhất, đây thực sự chỉ là trùng hợp, tất cả trùng hợp kết hợp lại, khiến hắn được tu la truyền thừa. Về phần loại khả năng thứ hai, lại khiến Tiêu Phàm lo lắng không thôi, hắn hoài nghi, có một người đứng sau màn, ở phía sau điều khiển tất cả những việc này. Nếu như thực sự là như vậy mà nói, vậy thì có chút đáng sợ rồi. Cho nên Tiêu Phàm tình nguyện tin tưởng là trùng hợp, nhưng hắn cũng không thể không chuẩn bị tốt, vạn nhất có người cố ý tạo ra tất cả những thứ này thì sao đây? Thôi kệ đi, cho dù là trùng hợp cũng được, mà có người đứng phía sau điều khiển cũng được, chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể quét sạch tất cả. Tiêu Phàm hít sâu mấy hơi, bình tĩnh suy nghĩ. Quay người,
Tiêu Phàm liền chuẩn bị đi về phía xa, Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình đứng sau lưng Tiêu Phàm, lúc bọn họ chuẩn bị bay lên, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dừng lại, đem đồ vật các ngươi lấy được trong Hắc Thạch Sơn giao ra đây. Lời còn chưa dứt, sáu bóng người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám Tiêu Phàm, không đợi mấy người mở miệng, liền bao vây bọn họ. Cách đó không xa, còn có một lão đầu mặc trường bào màu đen ngồi trên một cây đại thụ, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Lại là ngươi, gần như đồng thời, Tiêu Phàm cùng lão đầu kia kinh ngạc mở miệng, kinh ngạc nhìn đối phương. Lão đầu áo bào đen càng phẫn nộ, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lần trước ngươi cướp mật ong phong hoàng tương của ta, lần này ngươi đem đồ vật ngươi lấy được giao cho ta, chúng ta coi như hòa nhau. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn lão đầu áo bào đen, từ lần Tiêu Phàm gặp phải ưng chảo lão nhân trong biển hoa tinh huyễn phong ở vòng thứ hai, lúc ấy lão bị Tiêu Phàm một cước đạp bay, hiện tại vẫn luôn ghi hận Tiêu Phàm. Nếu không, ta cho ngươi mật ong phong hoàng tương, thấy thế nào? Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi, lão đầu này tương đối thú vị. Tiêu Phàm không có ý định giết lão. Hơn nữa, ưng chảo lão nhân này lại có thể cướp được thẻ tích điểm của 6 người, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Hừ, chút mật ong phong hoàng tương liền có thể giảng hòa sao? Ngươi không chỉ cướp mật ong phong hoàng tương của ta, còn cướp mật ong phong vương tương, hơn nữa lại còn đạp ta một cước, hơn nữa ưng chảo lão nhân ta lại là người thù dai. Ưng chảo lão nhân phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Ưng chảo lão nhân. Đột nhiên, Lưu Ly lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Nha, tiểu nữ tử ở đâu ra vậy? Ưng chảo lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Lưu Ly, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, tiểu tử ngươi được đó, bắt một tiểu nữ oa cho đỡ thèm, còn tìm một người canh chừng. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, Lưu Ly thì mặt ửng đỏ, khó chịu nhất phải kể tới Ngọc Diện vô tình, hắn đường đường là thập đại thiên tài sát thủ, vậy mà biến thành người canh gác cho Tiêu Phàm cùng Lưu Ly. Mẹ kiếp, lão tử dù sao cũng là thập đại thiên tài sát thủ, là người có cơ hội chiếm lấy danh hiệu sát vương lại bị ngươi nói thành như vậy, quả thực không chịu nổi. Khụ khụ, Lưu Ly, ngươi từng nghe nói về lão đầu này. Tiêu Phàm đổi chủ đề, nghi hoặc hỏi. Từng nghe nói, liên tục tham gia 8 lần sát vương thí luyện, đây là lần thứ 9, có thể sống sót đã coi như là kỳ tích. Lưu Ly phát hiện trên mặt có chút không thích hợp, vội vàng bình tĩnh suy nghĩ. Không phải là một lão bất tử ngàn năm không chết thôi sao? Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn ưng chảo lão nhân, trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, tham gia liên tục 9 lần sát phương thí luyện, nghị lực của lão đầu này không phải kiên cường bình thường. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là da mặt của ông ta. Mặc dù nói sát phương thí luyện không hề hạn chế tuổi tác, nhưng mà người trên 30 tuổi sẽ không mặt dày đến tham gia, dù sao, 30 tuổi còn dừng lại ở chiến hoàng cảnh. Điều này cũng chứng tỏ, họ gần như cả đời này cũng chỉ có thể là chiến hoàng. Điểm mấu chốt là tu vi của ưng chảo lão nhân, có vẻ như chỉ là chiến hoàng trung kỳ đỉnh phong, còn chưa đột phá lên chiến hoàng hậu kỳ, tiếp tục tham gia sát phương thí luyện thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cho dù lấy được bảo bối, đoán chừng cũng không thể giúp ông ta tiếp tục đột phá, dù sao, nếu như ông ta có thể đột phá, thì đã sớm đột phá. Ha ha! Nghe được mấy từ lão bất tử ngàn năm không chết này, Lưu Ly lập tức che miệng cười khẽ. Ngọc Diện vô tình đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Lưu Ly, con người vạn năm băng sơn này cũng biết cười. Tiểu tử, ngươi nói ai là lão bất tử ngàn năm không chết? Ưng chảo lão nhân tức giận, từng bước một đi về hướng Tiêu Phàm, tức giận vô cùng. Tham gia 8 lần sát phương thí luyện mà không chết, đây là điều luôn khiến lão ta kiêu ngạo, 8 lần sát phương thí luyện. Bao nhiêu thiên tài sớm đã trở thành một nắm cát vàng. Dù là những sát phương không chết kia, có mấy người sẽ được nhớ đến chứ. Nhưng mà cái tên ưng chảo lão nhân của hắn, phàm là người tham gia sát phương thí luyện, có mấy người chưa từng nghe nói chứ. Tên của thập đại thiên tài sát thủ tất nhiên vang dội, nhưng tên của ưng chảo lão nhân cũng không kém bọn họ. Nhưng mà hiện tại, uy danh hắn lại bị Tiêu Phàm gọi là lão bất tử ngàn năm không chết. Nghe vậy sao hắn làm sao có thể bình tĩnh được? Nói ngươi đó, chẳng lẽ nơi này còn có ai già hơn ngươi? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn ưng chảo lão nhân nói, nếu như là vòng thứ hai, Tiêu Phàm còn kiêng kỵ thủ đoạn của ưng chảo lão nhân. Nhưng mà bây giờ Tiêu Phàm căn bản không đem lão ta đặt ở trong mắt, 6, 7 người này,
đừng nói là hắn, cho dù là Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình cũng có thể tùy tiện giải quyết. Đồ nhãi con lão hổ không phát huy ngươi cho ta là mèo bệnh à. Ưng Chảo lão nhân phẫn nộ tới cực điểm, đưa tay vung lên, phẫn nộ quát, giết hắn cho ta. Chờ đã, Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Tiểu tử, rốt cục cũng biết sợ, sợ thì đem thẻ tích điểm cùng đồ vật kia cho ta, ta không thích giết người. Ưng Chảo lão nhân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói. Không phải, ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình nói, ngươi biết rõ, bọn họ là ai không? Bọn họ là ai liên quan đến ta cái rắm? Tiểu tử, ngươi còn dám trêu chọc ta? Ưng Chảo lão nhân phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị đầu hàng, nào biết rằng Tiêu Phàm cũng không có bất cứ ý định đầu hàng nào cả. Nếu ngươi đã không biết vậy ta cũng hết cách. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Giữ lại tiểu tử này, những người khác giết hết. Ưng Chảo lão nhân lạnh lùng quát, nhẹ nhàng vung tay lên. Thẻ tích điểm của 6 người kia trong tay Ưng Chảo lão nhân, nào dám phản kháng, 6 người lập tức như quỷ mị nhào về phía Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình. Giết đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, từng bước một đi về phía Ưng Chảo lão nhân. Tiểu tử, ngươi chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, đám người đi theo ngươi cũng chẳng phải giỏi giang gì, ngươi còn muốn giết ta, nhìn xem bọn chúng chết thế nào. Ưng Chảo lão nhân mặt coi thường nói, trên mặt hiện lên nụ cười cao ngạo. Bất quá chỉ trong vòng nháy mắt, nụ cười của ông ta cứng lại, ở phía xa chỉ thấy hai đạo lợi mang lóe qua, 6 người bị hắn điều khiển chỉ kịp a lên một tiếng, đến kêu thảm cũng không kịp kêu. Chết rồi, Ưng Chảo lão nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, trong 6 người yếu nhất cũng đã là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có một người là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bị miểu sát. Ngươi, các ngươi là ai? Ưng Chảo lão nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, con ngươi lướt qua mặt đám Tiêu Phàm. Lấy hết thẻ tích điểm của bọn chúng, đúng rồi, còn có lão ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lười giải thích với hắn, vừa rồi nói cho ngươi biết, ngươi lại không nghe, bây giờ lại tới hỏi ta. Ưng Chảo lão nhân giống như không nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, kinh ngạc nhìn Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình, môi run nhẹ nhẹ nói, Lưu Ly. Ngọc Diện vô tình, bây giờ ngươi mới biết. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Ưng Chảo lão nhân, cái lão bất tử vậy mà còn đoán ra được. Nhìn thấy khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, Ưng Chảo lão nhân có cảm giác muốn thổ huyết, mẹ nó, tiểu tử này đúng là kinh khủng, đến hai người đứng trong thập đại thiên tài đều bị hắn điều khiển. Trước đó Ưng Chảo lão nhân mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không dám khẳng định, dù sao trong nhận thức của hắn, Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng trung kỳ mà thôi. Mà Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly lại là hoàng phủ chiến hoàng, hai người hoàng phủ chiến hoàng lại coi Tiêu Phàm là chủ, bị Tiêu Phàm điều khiển. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin, hắn chỉ cho là Tiêu Phàm tìm hai người có bộ dáng tương tự để thay thế mà thôi, lại không nghĩ rằng là thật. Đây là thẻ tích điểm ta đoạt được. Ưng Chảo lão nhân nào dám do dự, lấy ra 6 thẻ tích điểm đưa cho Tiêu Phàm. Còn có ngươi. Tiêu Phàm tiếp nhận thẻ tích điểm, đưa tay bóp. 6 vệt sáng bắn vào trong thẻ tích điểm của hắn. 6 cái thẻ còn không đủ đổi một thẻ của ta. Ưng Chảo lão nhân thử hỏi. Chíu, đúng lúc này, một vệt sáng từ trong ống tay áo của Ưng Chảo lão nhân bắn ra, tốc độ nhanh chóng, thoáng cái liền tới trước mặt Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, Ưng Chảo lão nhân nhấc chân chạy. Cẩn thận, Lưu Ly lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, tay đánh về phía vệt sáng kia. Một vệt sáng 7 màu bắn ra, trong nháy mắt bao phủ 4-5 trượng xung quanh, mông lung, như mộng như huyễn. Có độc. Lưu Ly hô lên một tiếng, vừa kịp che mũi, muốn chạy ra khỏi khu vực vệt sáng 7 màu, nhưng lại bị hôn mê. Ngọc Diện vô tình tựa như đã sớm phát hiện ra điều không thích hợp, trong nháy mắt rời khỏi khu vực ánh sáng 7 màu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, ha ha, ta rốt cục có thể tự do. Chỉ một lát sau, Ngọc Diện vô tình sắc mặt trầm xuống, bởi vì trong khu vực ánh sáng 7 màu thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi tiêu tán. Huyễn ảnh, Ngọc Diện vô tình kinh ngạc vô cùng, vừa rồi vậy mà hắn không nhìn thấy rõ được Tiêu Phàm rời đi như thế nào. Lúc hắn tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Phàm, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. A, à, đau đau đau, tha mạng, Ưng Chảo lão nhân đau đến mức tê tâm liệt phế,
chỉ thấy Tiêu Phàm thiếu chút nữa đem cánh tay của lão ta vặn thành hình xoắn ốc. Một cái tay khác bóp cổ Ưng Chảo lão nhân, khiến mặt ông ta nghẹn đến đỏ bừng. Lão tưởng chút trò mèo này có thể lừa gạt ai? Ngươi cho là đang lừa gạt đứa trẻ lên ba à? Tiêu Phàm mặt coi thường, cũng đúng lúc này, Lưu Ly ngã xuống đất. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, Lưu Ly vậy mà thật sự bị lừa. Sát thủ không phải tính cảnh giác rất mạnh sao? Cô gái nhỏ này sao lại thuần khiết như vậy chứ? Tiêu Phàm nghĩ lại, Lưu Ly vừa rồi có vẻ như vì mình mới ngăn trở vệt sáng kia, nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm có chút phức tạp. Mở bàn tay Tiêu Phàm lấy ra ba kim châm phong bế tu vi của Ưng Chảo lão nhân. Cho, đây là thẻ tích điểm của ta. Ưng Chảo lão nhân nào còn dám do dự, hắn đến ý muốn tự sát đều có, sớm biết như vậy bản thân còn ăn cướp cái gì, trực tiếp bỏ trốn mất dạng luôn là tốt rồi. Không tồi, lại thêm một cái thẻ tích lũy. Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cười tủm tỉm nói. Thấy Tiêu Phàm chuẩn bị bóp nát thẻ tích điểm của lão, Ưng Chảo lão nhân bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thẻ tích điểm nếu vỡ nát, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không thể cứu chữa. Một khi thí luyện kết thúc, trên tay mình không có thẻ tích lũy, tam đại tổ chức sát thủ tuyệt đối sẽ không chút lưu tình diệt sát. Đúng rồi, ta có một vài việc muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm nhìn bộ dáng của Ưng Chảo lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sát phương thí luyện này vẫn là tương đối thú vị, cầm thẻ tích lũy của đối phương, cũng tương đương với việc nắm giữ vận mệnh của đối phương. Tiểu ca, ngài hỏi đi, ngài hỏi đi. Thấy Tiêu Phàm buông tay, trái tim của Ưng Chảo lão nhân nghẹn trên cổ họng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Trước tiên giúp nàng tỉnh lại, kể sơ qua tình hình gần đây. Tiêu Phàm buông Ưng Chảo lão nhân ra, thẻ tích điểm của lão ta trong tay mình, vô luận như thế nào cũng không chạy được. Được. Ưng Chảo lão nhân không dám phản kháng, lấy ra một bình dược dịch đặt trên mũi Lưu Ly liền tỉnh lại. Sau đó, Ưng Chảo lão nhân đem những chuyện xảy ra gần đây tỉ mỉ kể lại cho Tiêu Phàm nghe, vô cùng chi tiết, điều này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Ưng Chảo lão nhân biết không ít tin tức, nhưng mà lúc nghe thấy chỉ còn cách vòng thứ 3 sát phương thí luyện còn có 7 ngày, Tiêu Phàm lông mày lập tức nhíu chặt lại. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, còn có một việc lớn, gần như tất cả mọi người đều biết rõ. Ưng Chảo lão nhân ngừng lại nói. Chuyện gì? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ. Chính là người Diêm La Phủ cùng người La Sinh Môn liên thủ đối phó với người Huyết Lâu, Chiến Vô Cực một trong thập đại thiên tài sát thủ cũng đã bị giết chết, huống chi những người khác đây. Nói đến đây, Ưng Chảo lão nhân thở dài. Cái gì? Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, một tay nắm chặt cổ áo Ưng Chảo lão nhân, sát khí đằng đằng nói, Chiến Vô Cực chết. Huyết Vô Tuyệt cùng Huyết Yêu nhiều đâu, còn có Ám Dạ Tử Thần cùng Phong Lang đâu. Tiểu ca, ta không biết Ám Dạ Tử Thần cùng Phong Lang tiểu ca nói là ai. Ưng Chảo lão nhân khóc không ra nước mắt, lập tức lại nói, về phần huynh muội Huyết Vô Tuyệt, mặc dù không biết bọn họ sống hay chết, nhưng mà chí ít bây giờ còn chưa nghe được tin tức bọn họ chết. Là ai làm? Sát khí đáng sợ phát ra từ trên người Tiêu Phàm, nếu như Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu nhiều chết, vô luận là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cảm nhận được sát khí đáng sợ trên người Tiêu Phàm, Ưng Chảo lão nhân giống như rơi vào hầm băng, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly cũng khẽ run rẩy một cái. Sát khí này, quá đáng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.